Thì đây là nội dung của bài ngày hôm nay. Thì đây là những từ viết tắt. Thì trước hết thì mình đi sơ lược qua cái giải phẫu động mạch chủ. Chúng ta biết là động mạch chủ ngực đoạn lên và đoạn xuống, cũng như là quai, cũng như là dưới cơ hoành, thì chúng ta có động mạch chủ bụng và đây là động mạch thận hai bên. Thì định nghĩa thì chúng ta biết là định nghĩa được hội chứng động mạch chủ cấp thì theo ESC, Hiệp hội Tim mạch châu Âu, thì chỉ có 3 hình thái thôi. Thứ nhất là chúng ta có thường gặp nhất là bóc tách động mạch chủ cấp tính. Thứ hai, chúng ta có huyết khối thành động mạch chủ, viết tắt là IMH, và cái loét xuyên thành động mạch chủ là PAU. Còn cái phình động mạch chủ vỡ đó, thì cái này nó nằm một cái nhóm tùy tùy tài liệu, có tài liệu đưa vô hội chứng mạch chủ động mạch chủ cấp, có tài liệu thì không. Thì tôi cũng đưa vô trong này, thì chúng ta có bốn cái thể chính trong cái hội chứng động mạch chủ cấp. Đây là cái cơ chế hình thành nên cái hiện tượng bóc tách cũng như là huyết khối trong thành động mạch chủ. Thì chúng thấy là nếu mà cái hoại tử mà trung mạc dạng nang nó bị vỡ, nếu vỡ lóc vô trong trung mạc và đi xuống đi lên vân vân, thì chúng ta sẽ có bóc tách động mạch chủ. Còn nếu mà nó chỉ có vỡ bên trong này và nó không đi ra ngoài, thì chúng ta có cái máu tụ xuyên thành máu tụ trong thành động mạch chủ. Thì theo như Nguyễn Thanh Hiền và cộng sự, chúng ta thấy là đây là ba cái thể mà chúng ta đã nói trên. Thứ nhất là bóc tách động mạch chủ, đây có một cái flap ở đây bóc tách ra và máu đi vô trong cái thành cái lớp trung mạc động mạch chủ và đi lên hoặc đi xuống vân vân. Và chúng ta có huyết khối thành động mạch chủ là đây, chúng ta không thấy đường vào, chúng ta chỉ thấy một cái máu tụ ở trong này thôi. Và cái thể thứ ba là loét, tổn thương loét do thấm nhập hay là xuyên thành động mạch chủ, là chúng ta có mạng xơ vữa, có một cái mạng loét và nó bị đi vô trong cái lớp trung mạc, nó gọi là PAU, đó là chúng ta gọi là cái dạng thứ ba. Đó là ba cái thể chính của cái hội chứng động mạch chủ cấp. Thì cái loét xuyên thành động mạch chủ thì diễn tiến tự nhiên nó như thế nào, thì chúng ta thấy là nó có thể chuyển thành một cái giả phình, nó cũng có thể chuyển thành một cái máu tụ trong thành động mạch chủ là IMH giống như chúng ta thấy trên, hoặc là nó có thể vỡ ra nó có thể gây tử vong, hoặc là nó chuyển thành bóc tách động mạch chủ. Thì chúng ta thấy nó có thể chuyển thành bóc tách động mạch chủ chứ không phải nó nằm một chỗ. Và cái diễn tiến tự nhiên của một cái tụ máu tụ trong thành động mạch chủ thì nó như thế nào, thì chúng ta thấy là nó có thể tái cấu trúc, nó có thể tiến triển nặng hơn. Chúng ta tới đây cái là cái lòng máu tụ đây tiến triển nặng hơn như bên này, hoặc là chúng ta có thể nó có thể hồi phục phần và nó có thể hồi phục hoàn toàn, hoặc là không thay đổi theo thời gian và cũng có thể trở nặng hơn, nó bóc tách và nó có thể gây vỡ. Thì chúng ta thấy nếu mà cái dạng nào chăng nữa thì máu tụ xuyên thành hoặc là xin lỗi loét xuyên thành động mạch chủ hoặc máu máu tụ trong thành động mạch chủ đều có thể chuyển thành vỡ động mạch chủ hoặc là bóc tách động mạch chủ. Còn về phân loại thì như thế nào? Chúng ta có cái này thì cũng các bác sĩ nội khoa chung đều nắm hết cái này. Chúng ta có phân loại Stage 4A là chúng ta có bóc tách, nó sẽ liên quan động mạch chủ lên. Chúng ta thấy nếu mà Stage 4B thì nó liên quan đến động mạch chủ ngực xuống, mạch chủ xuống. Đó, chúng ta có hai loại, hoặc là Baki thì kỹ hơn, chi tiết hơn chút xíu. Thì cái này là những cái rất là cơ bản. Còn về phân loại hình thái thì chúng ta có 5 loại, 5 loại bóc tách động mạch chủ. Chúng ta năm loại hội chứng động mạch chủ chúng ta có, thứ nhất là bóc tách động mạch chủ kinh điển với lòng thật và lòng giả, và có hoặc không có đường thông thương với hai lòng này. Và loại thứ hai là chúng ta IMH, người ta phân loại loại thứ hai. Loại thứ ba là bóc tách một cái động mạch chủ mà nhỏ thôi, rất là nhỏ, với phần khu trú cái thành động mạch chủ là loại 3. Và loại thứ tư là loét sinh thành, chúng ta đã thấy ở trên là loại thứ tư. Ta phân loại theo hình thái là như vậy. Và loại thứ năm là cái loại mà do chấn thương hoặc là do chúng ta có thủ thuật hoặc phẫu thuật liên quan đến động mạch chủ. Đây là cái hình dạng của 5 loại hội chứng động mạch chủ theo phân loại theo hình thái. Chúng ta có 5 loại đây. Thứ nhất là chúng ta có bóc tách động mạch chủ kinh điển, chúng ta có máu tụ thành động mạch chủ, và chúng ta có subtle, có là bóc tách nhỏ thôi, và chúng ta có cái loại loét xuyên thành ở đây, và chúng ta thấy có liên quan đến chấn thương hoặc là do thủ thuật. Vậy thì bóc tách động mạch chủ như thế nào? Thì theo định nghĩa là bóc tách là tình trạng mất liên tục của lớp nội mạc và dẫn đến sự phân tách giữa các lớp của thành động mạch chủ và sự hình thành có lòng thật và lòng giả mới so với lòng thật ban đầu. Thì theo thời gian thì bóc tách động mạch chủ ta chia phân là cấp tính, cái này theo ECG 2014 chúng ta thấy là cấp tính là dưới 14 ngày, bán cấp là 14 đến 90 ngày và mạn tính là trên 90 ngày. Thì thời gian được tính từ lúc khởi phát triệu chứng cho đến thời điểm mà chúng ta thăm khám. Thì cái này, cái phân loại này nó cũng dựa vào cái nghiên cứu cũng khá lâu rồi, là 60 năm trước rồi. Ta nghiên cứu 425 ca, ta thấy là đa phần 70 đến 75% số ca bóc tách động mạch chủ sẽ tử vong trong vòng 2 tuần lễ đầu tiên, và những ca còn sống sót lại thì nó sẽ
từ từ cũng sẽ tử vong sau đó, nhưng mà nó có một số ca vẫn sống. Thì chúng ta thấy là 2 tuần đầu tiên là 2 tuần rất quan trọng trong cái bóc tách động mạch chủ. Và đây là một cái phân loại theo thời gian khác, theo IRAD. Chúng ta biết nghiên cứu lớn nhất trước giờ về bóc tách động mạch chủ mà nghiên cứu sơ bộ lớn nhất được khoảng hơn 6.000 ca đó là nghiên cứu IRAD. Chúng ta thấy là trong tuyếp A thì chúng ta thấy là đa phần cái ngày đầu tiên tỷ lệ tử vong rất là cao, tỷ lệ chúng ta kính tính 1 giờ là 1%. Chúng thấy là sau đó thì khoảng 20% bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng 24 tiếng đầu tiên. Sau đó chúng ta thấy đến 7 ngày sau, chúng ta thấy là tỷ lệ tử vong khoảng 50% số ca rồi. Còn lại 50% số ca đó sẽ tiếp tục phía dưới này. Chúng ta thấy là nếu vậy thì nếu mà phẫu thuật thì chúng ta thấy tỷ lệ sống còn của bệnh nhân bóc tách tiếp A sẽ cao hơn so với chúng ta điều trị nội khoa. Và cái hình dưới cũng vậy, là tiếp B chúng ta thấy nếu mà chúng ta có can thiệp bằng nội mạch á, endovascular management, thì cái tỷ lệ sống còn sẽ cao hơn là chúng ta phẫu thuật, chúng ta điều trị nội khoa. Nếu vậy tiếp B thì cái theo nghiên cứu chúng ta thấy là rõ ràng là cái can thiệp nội mạch nó cũng có vai trò đáng kể trong đây. Vậy thì cái bệnh lý động mạch chủ, hội chứng động mạch chủ cấp á, thì nó rất là nặng nề, tỷ lệ tử vong rất là cao dù là chúng ta có các phương pháp trong tay. Thì làm sao để chẩn đoán sớm và tránh bỏ sót là cái điều rất là cần quan tâm đối với các bác sĩ, nhất là bác sĩ khoa cấp cứu. Thì theo kinh điển chúng ta thấy là chúng ta phải có triệu chứng cơ năng và thực thể khám, triệu chứng cơ năng cũng như thực thể chúng ta có hình ảnh học để chẩn đoán cho nó chính xác và dựa trên các yếu tố nguy cơ trên những đối tượng khác nhau. Thì đây là cái triệu chứng những cái yếu tố mà chúng ta cơ địa của bệnh nhân về bệnh sử và những yếu tố dịch tễ. Thì chúng ta thấy đây về tuổi trung bình, chúng ta thấy tiếp A tiếp B theo nghiên cứu IRAD lớn nhất từ trước đến giờ, chúng ta thấy là khoảng 6 trên 60 tuổi là khá nhiều, 60 tuổi nam thì nhiều hơn nữ chút. Hội chứng mạc phân cũng có chiếm khoảng 4%, mà trước đây có phẫu thuật tim á, thì ta thấy cũng khá cao chứ không phải là thấp. Tiếp A là 14% và tiếp B là 20%. Trên chuyện này chúng ta phải lưu ý khi mà chúng ta khám một cái bệnh nhân đau ngực mà trước giờ có tiền căn phẫu thuật động mạch chủ, chúng ta phải coi thêm thì xác suất nó khá cao. Còn tại sao mà chúng ta chẩn đoán cái bóc tách động mạch chủ nó chúng ta hơi hơi nhiều khi chúng ta hơi bị bỏ sót? Lý do cũng một phần là theo nghiên cứu chúng ta thấy là có 41.500 bệnh nhân bị đau ngực vô với khoa cấp cứu, thì chúng ta thấy là chỉ có 0,6% là 250 ca là có nghi ngờ bóc tách động mạch chủ. Và sau khi kiểm tra hết thì chỉ còn có 0,3% là có bóc tách động mạch chủ thực sự. Có nghĩa là chúng ta thấy là cái xác suất mà chúng ta gặp ở khoa cấp cứu mà có bóc tách động mạch chủ mà đau ngực mà vô với chúng ta thì nó không có cao dưới 1%. Xác suất này so với mạch vành thì chắc khoảng mạch vành khoảng 30%, thì chúng ta thấy là dưới khoảng 100 lần. Cái hội chứng mạch cấp khoảng 100 lần so với hội chứng động mạch chủ cấp. Thì nếu mà chúng ta thấy là vì cái động mạch chủ bóc tách nó không có thường gặp, không quá thường gặp, cho nên chúng ta có thể bỏ sót. Nhưng mà chúng ta quay lại lâm sàng thì cái này đã 7-8 chục năm trước, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta hỏi bệnh sử kỹ đó thì cái bóc tách động mạch chủ nó có một cái đặc điểm rất là rõ, đó là bệnh nhân hình dung rất là rõ cái hoàn cảnh, cái thời khắc mà người ta bị bóc tách. Thì cái kiểu đau của người ta thường đau mạnh, đau nặng ngay từ đầu chứ không phải đau lên, tăng lên từ từ, và bệnh nhân nhớ rất là rõ, giống như có một cái bức tranh người ta có thể miêu tả cho chúng ta rõ. Nó hoàn toàn khác ngược so với hội chứng mạch cấp, đau một cách mơ hồ, có thể đau tăng tiến vân vân, thì nó sẽ rất là khác. Nếu chúng ta hỏi bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ trả lời chúng ta, người ta miêu tả rất là rõ khúc này. Vậy thì cái triệu chứng đau ngực có thường gặp hay không? Chúng ta thấy là nếu mà tiếp A tiếp B, chúng ta thấy là cũng khoảng 80% tiếp A có đau ngực, các triệu chứng khác vân vân, chúng ta thấy ở đây thì vậy thì đau như thế nào? Thì chúng ta thấy là trong tiếp A, chúng ta tiếp hay tiếp B nó đều có đau hết, đau trên 90% hết theo nghiên cứu IRAD. Thì chúng ta thấy là đau đa phần sẽ có đau ngực, và đau kiểu mà đột ngột thì chúng ta thấy cũng 80 mấy%. Đó là chúng ta có các triệu chứng đau trước, đau sau lưng vân vân. Chúng ta thấy nếu vậy thì đa phần nhân sẽ đau ngực. Thứ hai là chúng ta khám thấy cái gì? Chúng ta khám thấy cái gì? Thì chúng ta thấy nếu mà khoảng 1/3 số ca chúng ta có thể nghe được có hở van động mạch chủ, còn chúng ta thấy có âm thổi của hở van động mạch chủ, thì cái này trong tiếp A chúng ta thấy 1/3 số ca. Còn chúng ta thấy huyết áp cao á, trong tiếp A nó chỉ có 1/3 thôi, trong tiếp B chúng ta khám có thể thấy là 2/3 số ca. Huyết áp thấp chúng ta cũng có thể thấy khoảng 10%, đó là huyết áp sẽ không có cao đó. Còn chèn ép tim cấp chúng ta thấy nếu trong tiếp A khoảng 15%, tiếp B cũng có thể có 1,4%. Và chúng ta khám thấy mất mạch thì chúng ta thấy là cũng khoảng 1/3 số ca. Đó, thì nếu vậy cái triệu chứng mất mạch là cũng triệu chứng cũng khá là gợi ý để chúng ta khám lâm sàng. Đột quỵ cũng có thể gặp trong tiếp A là khoảng gần 10% và tiếp B là khoảng 1%. Vậy thì theo ACC, theo thị trường môn tim mạch Hoa Kỳ đó, thì để chẩn đoán hội chứng động mạch chủ cấp,
Cái này có ba cái nhóm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Chúng ta thấy là cái nhóm mà bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ cao mà bóc tách động mạch chủ, chúng ta thấy hội chứng mạc phăng, tiền sử gia đình vân vân. Bệnh lý động mạch chủ chúng ta biết trước đây có vân vân trên bên này. Và thứ hai là nhóm mà chúng ta có cái triệu chứng đau mà điển hình mà gọi là giống của bóc tách động mạch chủ đó, là những triệu chứng đau như thế này đây. Và chúng ta khám lâm sàng có một số yếu tố chúng ta vừa nêu ở phía trên đó, là những cái đặc điểm mà high risk examination ở đây. Thì nếu mà chúng ta thấy nếu mà không có cả ba yếu tố này á, thì cái xác suất mà người ta bị mà bóc tách động mạch chủ nó thấp lắm, nó khoảng 4,3% thôi, rất là thấp. Còn nếu chúng ta thấy nếu có một hoặc hai hoặc ba yếu tố này á, thì cái xác suất nó lên đến trên 90%. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nhìn cái hình lâm sàng như này, chúng ta sẽ thấy là nếu mà cho dựa ba yếu tố này thì chúng ta có thể không có bỏ sót cái tình trạng mà bóc tách động mạch chủ trên, nhất là những trường hợp những ca cấp cứu. Và chúng ta thấy những ca mà nếu mà có score này không điểm, có không có một không có tất cả yếu tố này mà chúng ta chụp X quang mà chúng ta thấy quay động mạch chủ rộng, thì chúng ta phát hiện được thêm 50% số ca mà nằm trong số 4,3% này nữa. Thì nếu mà chúng ta thấy là chỉ cần một cái hình ảnh, một cái tiền sử, một cái khai thác triệu chứng đau cùng với một cái phần khám kỹ lưỡng cộng với một X quang ngực, thì chúng ta có thể phát hiện được 95% số ca mà bóc tách động mạch chủ tại khoa cấp cứu. Thì nếu vậy chúng ta đây là một cái hướng dẫn nhất là một cái rất là hữu ích cho các bác sĩ ở khoa cấp cứu để chúng ta tránh bỏ sót các bóc tách động mạch chủ cấp. Còn về X quang như thế nào, chúng ta thấy là về X quang thì những ca mà bóc tách động mạch chủ thì khoảng 50% số ca nó sẽ có là động mạch chủ, cái cung mạch chủ nó rộng, trung thất nó rộng, nhưng mà có 50% sẽ không có rộng, vì chúng ta biết là bóc tách có khi nó xảy ra trên cái nền, người ta không có bị phình trước đó, nên nhiều khi nó cũng không có hình ảnh cho chúng ta thấy cung mạch chủ rộng. Và đi tâm đồ thì sao? Một cái đi tâm đồ một bệnh nhân đau ngực bình thường, đau ngực vô với chúng ta mà có điểm đồ bình thường, thì đương nhiên chúng ta có nhiều máu cơ tim cấp và chương trình cấp, nhưng chúng ta không thể loại trừ được cái tình trạng bóc tách động mạch chủ, nhất là những người có cơ địa tăng áp vân vân. Vậy thì làm sao để chúng ta chẩn đoán chính xác? Chúng ta thấy là về mặt dịch tễ, về mặt lâm sàng khám, cũng như là về phần tiền căn chúng ta hỏi hết, thì sau đó chúng ta sẽ đến các cận lâm sàng. Thì các hình ảnh học chúng ta thấy đây thì nói về độ nhạy, độ đặc hiệu, độ nhạy thì chúng ta thấy là nếu về CT và MRI theo cái hình này, theo cái nghiên cứu ARAT này, chúng ta thấy là CT và MRI là có độ nhạy cao nhất trong việc chẩn đoán bóc tách động mạch chủ, cũng như là cái mối máu tụ trong thành động mạch chủ lên đến 97 đến 98%. Đây là một cái hình xương tim qua thực quản của mối bóc tách tiếp A. Chúng ta thấy đây một cái flap nằm ở đây, động mạch chủ lên đây, động mạch chủ ngực lên. Đây là cái hình ảnh mà CT và MRI, bên trái là MRI và bên phải là CT. Chúng ta thấy cái hình cái flap nó nằm ở đây, rất là rõ bóc tách. Bên này cũng vậy, CT chúng ta thấy bơm thuốc cảnh quang rất là nhiều, chúng ta có nhìn thấy hình rõ hình bóc tách ở đây. Và nếu vậy chúng ta khi chụp CT ra thì một số trường hợp chúng ta có dự đoán được cái tình trạng, chúng ta biết là bóc tách nó có thể gây biến chứng chèn ép, làm cho thiếu máu nuôi các tạng vân vân. Thì chúng ta thấy là hình ảnh, nếu mà hình ảnh benign, có là hình ảnh lành tính, nó không có chèn ép gây thiếu máu nuôi, là hình ảnh bên này. Ta làm nghiên cứu một số trường hợp ta thấy nếu mà hình ảnh nó như hình hạt đậu như thế này thì nó có nguy cơ làm thiếu máu nuôi các tạng rất là nhiều. Vậy thì cái động mạch chủ, khi mà chúng ta động mạch chủ ngược lên mà tiếp A đó, chúng ta chụp hình ra mà không thấy nó rộng, thì tại sao chúng ta thấy là đa phần cái đó bóc tách động mạch chủ người tiếp A thì cũng khoảng hơn 5% thì nó có đường kính nó dưới 5,5 cm, có nghĩa là nó không nhất thiết là nó xảy ra trên một cái nền mà phần trước đây. Còn đó là phần chẩn đoán cái hội chứng động mạch chủ cấp. Phần điều trị như thế nào, chúng ta có biết là chúng ta có ba cái nhóm: nội khoa, phẫu thuật và can thiệp nội mạch qua da. Thì đây là một cái lưu đồ để mà điều trị bóc tách động mạch chủ cấp. Chúng ta thấy nếu mà tiếp A thì đa phần là phẫu thuật là cái phương pháp điều trị đầu tiên và phải làm cấp cứu. Còn nếu tiếp B thì chúng ta thấy nếu có biến chứng thì chúng ta có thể xem xét can thiệp nội mạch là ưu thế, sau đó nếu mà không được chúng ta xem xét phẫu thuật mở vân vân. Còn nếu mà không có biến chứng thì chúng ta kiểm soát nhịp tim, huyết áp, kiểm soát đau vân vân và theo dõi thêm, điều trị nội khoa thêm. Đây là cái chỉ định phẫu thuật cho hoặc là can thiệp nội mạch cho trường hợp bóc tách động mạch chủ cấp tính cũng như là mãn tính như cái hình đây. Vậy thì chúng ta thấy tiếp A như thế nào, rất là nặng, tỷ lệ tử vong rất là cao, 50% trong vòng 48 giờ đầu tiên, và đến sau một tháng nó khoảng đến 90%, rất cao. Cho nên cái phẫu thuật là cái lựa chọn, không còn cách nào khác, chúng ta phải làm thôi, phải làm thật sớm, thật nhanh, thật sớm để mới có thể cải thiện tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là phẫu thuật thì chúng ta thấy đây có bác phó sư Nguyễn Hoàng Định là người phẫu thuật viên rất là tốt về cái này. Thì chúng ta thấy là cái
phẫu thuật thì ngày càng tốt hơn, cho nên cái tỷ lệ tử vong chúng ta thấy theo thời gian nó cũng giảm dần theo thời gian. Khi mà chúng ta phẫu thuật bóc tách tiếp A thì chúng ta thấy là khoảng 10% trên dưới 10% thôi, chứ không có cao. Và đây chúng ta thấy cái việc mà tiếp B đó thì chúng ta thấy bóc tách động mạch chủ, tỷ lệ tử vong cũng giảm dần theo thời gian. Và thấy là theo thời gian thì nhất là cái can thiệp nội mạch thì chúng ta thấy nó có thể là giúp cải thiện tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân rất nhiều so với điều trị nội khoa cũng như phẫu thuật. Và đây thì chúng ta thấy đa phần thì động mạch chủ ngực lên thì chúng ta chỉ có điều trị phẫu thuật mở thôi. Còn chúng ta có làm được can đặt stent gáp cho cái động mạch chủ ngực lên hay không khi mà bị bóc tách thì có một số nghiên cứu không có nhiều lắm. Tại vì những bệnh nhân này thường rất là nặng thì ta thấy cũng có thể một số trường hợp cũng có thể thành công, giống như cái hình này đây, bóc tách nhỏ thôi có thể đặt một cái stent gáp vào đây. Còn tiếp B thì như thế nào? Chúng ta như cái slide lúc nãy chúng ta thấy là đa phần những trường hợp mà có biến chứng thì chúng ta có thể đặt stent gáp, can thiệp nội mạch hoặc là chúng ta xem danh sách phẫu thuật. Còn nếu mà chúng ta thấy không có biến chứng và không có lòng dạ thì chúng ta điều trị nội khoa. Còn nếu mà không biến chứng mà có lòng dạ rõ có phần thì chúng ta xem xét can thiệp và stent graft. Và đây là cái xu hướng mà trong điều trị hiện nay, những cái bóc tách tiếp B đó, bóc tách tiếp B thì người ta điều trị như thế nào, thì nhà nghiên cứu là bên Mỹ thôi, thì người ta thấy là ngày càng cái can thiệp nội mạch trong trong bóc tách tiếp B nó càng đi lên, và phẫu thuật nó cũng giữ ở mức của nó khoảng 300.000 ca một năm, còn của stent graft động mạch chủ nó khoảng gần 100.000 ca một năm. Thì cái này thống kê này cái đây cũng khá lâu rồi. Còn điều trị nội khoa như thế nào? Chúng ta biết là bóc tách động mạch chủ thì nhất là tiếp A thì điều trị phẫu thuật là chủ yếu, còn tiếp B chúng ta phải xem xét điều trị nội khoa thêm. Thì chúng ta thấy đa phần trong giai đoạn cấp thì chúng ta duy trì huyết áp từ 100 đến 120 mét mét thiên ngân, âm thu và nhịp tim 50 60 lần một phút. Còn nếu trong trường hợp mãn tính thì có thể huyết áp có thể khống chế cao hơn chút xíu. Tuy nhiên thì người ta thấy là nếu như mà chúng ta có phẫu thuật hoặc là stent graft sau khi chúng ta phẫu thuật xong cho nó kiểm soát huyết áp thì như thế nào, thì nếu chúng ta kiểm soát huyết áp càng thấp á, dưới 120 thì cái tỷ lệ mà chúng ta phải phẫu thuật lại can thiệp lại sẽ thấp, có khoảng 4% thôi. Mà nếu mà chúng ta mà kiểm soát không tốt, đều hấp cao trên 140 thủy ngân thì cái tỷ lệ mà làm lại sau thời gian theo dõi 10 năm nó sẽ rất là cao, nó sẽ phải làm lại khoảng đến 92% số ca. Thế vậy chúng ta thấy là việc kiểm soát huyết áp điều trị nội khoa sau khi mà chúng ta phẫu thuật hoặc chúng ta xenograft graft thì nó là vấn đề rất là quan trọng. Còn đây là các khuyến cáo về điều trị huyết khối thành động mạch chủ thì cũng hơi hơi giống như là bóc tách động mạch chủ, thì chúng ta lướt qua cái này thôi. Đa phần chúng ta nói chủ yếu là về bóc tách động mạch chủ. Còn về phần động mạch chủ chúng ta thấy là đa phần phình thì chúng ta thấy cái nguy cơ vỡ nó theo theo kích thước của phình. Tại sao chúng ta phải làm đặt stent graft phòng mổ để mà giải quyết cái phình? Là vì chúng ta thấy kích thước càng lớn, chúng ta tính theo hàng năm nè, khả năng mà vỡ. Nếu mà kích thước trên 7 cm thì khả năng vỡ là 32%, có 1/3 số ca bị vỡ. Còn nếu chúng ta tính theo thời gian lifetime đó thì cái phình động mạch chủ nó sẽ vỡ 50% số ca vỡ nếu mà đường kính nó 7 cm, còn 6 cm khoảng 40%. Thế nếu vậy thì đó là lý do tại sao mà chúng ta phải làm can thiệp nội mạch hoặc là chúng ta phẫu thuật mở để giải quyết cái phần này. Đây là cái hai phương pháp chúng ta đặt stent graft cho phần động mạch chủ, chúng ta thấy ở đây. Và đây là cái xu hướng trong điều trị phần động mạch chủ, mình thấy cũng vậy. Theo thời gian thì đa phần động mạch chủ bụng thì người ta thấy đa phần người ta sẽ màu xanh đây là sẽ là can thiệp nội mạch, màu đỏ sẽ là phẫu thuật. Chúng ta đa phần sẽ là can thiệp nội mạch nhiều hơn là chúng ta sẽ phẫu thuật. Nên đa phần các trường hợp phần động mạch chủ bụng thì chúng ta có thể can thiệp nội mạch được. Và đây là cái điều trị nội khoa cho cái phần động mạch chủ. Khi mà chúng ta gặp một ca phần mà chưa có chỉ định mổ hoặc chưa cái trước này mà can thiệp nội mạch thì chúng ta có thể điều trị nội khoa. Thì các thuốc ở đây mình thấy là chặn beta, chúng ta cái nhóm ức chế thụ thể, ức chế men chuyển vân vân và nhóm kháng sinh. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý một điều là chúng ta những bệnh ca phần, một số nghiên cứu thấy là chúng ta xài kháng sinh mình cẩn thận. Nếu mà xài nhóm fluoroquinolone có thể làm cho cái phần nó nặng hơn và có thể vỡ. Thế nên vậy chúng ta phải cẩn trọng khi chúng ta xài kháng sinh nhóm quinolone, fluoroquinolone cho những bệnh nhân phần động mạch chủ. Thì để kết luận thì chúng tôi thấy là hiện tại các khuyến cáo thấy là nếu mà bóc tách động mạch chủ tiếp A thì chúng ta là phẫu thuật là phương pháp tiên quyết. Một số nghiên cứu có thể làm can thiệp động mạch, tuy nhiên thì rất là nguy cơ rất là cao. Cái đó cũng vẫn là cái kinh nghiệm của từng ca thôi. Còn nếu tiếp B thì đa phần là chúng ta can thiệp nội mạch nếu được, và nội khoa hỗ trợ là việc rất là quan trọng, giáo dục bệnh nhân thêm, chẩn đoán sớm. Như chúng ta thấy là chúng ta có ba yếu tố phía trên cộng với một cái X-quang ngực, đó là yếu tố rất tiên quyết để chúng ta giúp chẩn đoán sớm mà tránh bỏ sót cái bệnh lý mà nguy hiểm này. Và can thiệp nội mạch thì ngày càng được sử dụng rộng rãi, nhất là trong cái bóc tách động mạch chủ mà tiếp B cũng như là phần động mạch chủ tiếp B ở dưới thận. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ Vũ đã có một cái bài tổng quan về bệnh lý động mạch chủ.
và hội chứng động mạch chủ cấp tính. Xin mời quý đồng nghiệp trong chủ tọa đoàn có thảo luận hoặc là có câu hỏi dành cho báo cáo viên, cũng như là mời các đồng nghiệp chúng ta đang theo dự online, tham dự online có câu hỏi cho báo cáo viên. Chúng ta có 5 phút. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Văn Định. Thì trước tiên khi đặt câu hỏi thì chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Kiều My, trưởng khoa Đông máu Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, cũng đã đi từ Hà Nội vào đây để tham gia chủ tọa đoàn ngày hôm nay. Có một câu hỏi mà cũng có lẽ là nó cũng khá là cơ bản, nhưng mà vì giống như bác sĩ Vũ hồi nãy có nói là một cái bài trình bày cơ bản cho tất cả các bác sĩ, thậm chí những bác sĩ chưa có kinh nghiệm làm việc ở cấp cứu, thì người ta thường hay hỏi là với cái bóc tách động mạch chủ tiếp A với lại cái nhồi máu cơ tim cấp, thì hai cái bệnh đó lý đó đều là cấp tính và đều có đau hết, và nếu như mình chẩn đoán một cách chậm trễ thì hai cái bệnh đó đều làm tăng cái nguy cơ tử vong. Và thậm chí trong lâm sàng thì cũng có trường hợp người ta đưa vào chụp mạch vành rồi thì thấy lúc đó mới phát hiện ra là có bóc tách cái động mạch chủ tiếp A. Vậy thì cái kinh nghiệm của bác sĩ Vũ với một người là thường làm cái can thiệp mạch vành nhất, mình có thể đưa ra một số cái chỉ điểm nào mà quan trọng nhất trên lâm sàng để hướng cho các bác sĩ trẻ có thể có được một cái định hướng. Xin cảm ơn. Cảm ơn Phó Giáo sư Khôi đã có một câu hỏi rất là thực tế, rất là lâm sàng mà chúng ta có thể gặp trên lâm sàng. Thì đúng là cái triệu chứng của bệnh nhân vô viện với đau ngực thì có hai cái mình có thể nhầm, đó là cái nhìn về mặt tim mạch thôi thì chúng ta có hội chứng vành cấp và chúng ta có cái bóc tách động mạch chủ, nhất là tiếp A. Thì hai cái này chúng ta phân biệt như thế nào? Thì thực ra thì mình giống như cái bài trình bày lúc nãy, chúng ta có cái slide, nếu chúng ta có được những yếu tố chúng ta chẩn đoán một cái bệnh thì phải dựa vào các yếu tố. Thứ nhất là chúng ta dựa vào cái triệu chứng cơ năng, thứ hai là dựa vào triệu chứng thực thể, và thứ ba là chúng ta dựa vào các yếu tố cơ địa của bệnh nhân đó như thế nào, và tiếp theo là những cái cận lâm sàng hỗ trợ. Thì cái triệu chứng cơ năng cũng như thực thể của bóc tách động mạch chủ với nhồi máu cơ tim cấp thì nó, nếu mà chúng ta hỏi kỹ và chúng ta khám kỹ thì nó sẽ tương đối nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy đau ngực trong bóc tách động mạch chủ, như chúng ta thấy ta miêu tả rất rõ là đau cường độ tăng tiến ngay, xin lỗi, đau mà cường độ mạnh nặng ngay từ đầu chứ không phải là tăng tiến lên từ từ, và thường là bệnh nhân sẽ nhớ rất là rõ cái hoàn cảnh đó xảy ra như thế nào, và người ta có thể miêu tả cho chúng ta đứng hỏi bệnh sử, chúng ta thấy là ta sẽ kể cho chúng ta giống một câu chuyện mà người ta rất là nhớ rất là rõ. Còn nếu chúng ta hỏi bệnh sử trong những bệnh nhân mà hội chứng vành cấp đau ngực thì chúng ta có cảm giác người ta miêu tả chúng ta nó sẽ không được cái hình ảnh, nó không được rõ ràng, đau ngực cảm giác như là mơ hồ, nó hơi mơ hồ chút xíu, nó không được rõ ràng giống như trong trường hợp bóc tách động mạch chủ, đó là cái triệu chứng cơ năng. Còn thực thể thì chúng ta thấy là đương nhiên là nếu mà khám mà chúng ta thấy hội chứng vành cấp và vô chúng ta mà có thường là biến chứng, chúng ta có biến chứng suy tim, biến chứng rối loạn nhịp cũng như biến chứng cơ học, chúng ta có thể khám thấy. Còn bóc tách động mạch chủ tiếp A thì khi có biến chứng có thể tràn dịch vào ngoài tim, chúng ta thấy hở van động mạch chủ cấp, chúng ta cũng có thể khám thấy. Thì nếu vậy thì chúng ta khám kỹ lâm sàng thì chúng ta cũng giúp chúng ta thêm một phần nữa, và nhất là cái phần tiền canh, cái phần cơ địa của bệnh nhân thì chúng ta nên khai thác kỹ hơn cái phần cơ địa của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân khám, chúng ta khám thấy hội chứng mặt phẳng, bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, bệnh nhân có tiền căn phẫu thuật động mạch chủ trước đây, thì trên cơ địa những người đó thì chúng ta nên cẩn trọng và nghĩ nhiều đến coi có bóc tách động mạch chủ hay không. Tuy nhiên trên lâm sàng một số các trường hợp chúng ta cũng vẫn sai, không phải sai mà chúng ta vẫn nhầm bóc tách động mạch chủ mà chúng ta nghĩ nhầm mới viêm cấp, giống như Phó sư Khôi đã nói, đưa vào chụp mạch vành, chụp ra bình thường thì sau đó chúng ta mới tìm tiếp thì chúng ta mới tìm ra bóc tách động mạch chủ. Mà chúng ta có một cái điều chúng ta nên lưu ý là khi mà một cái bệnh nhân mà vô một hội chứng, chúng ta nghĩ hội chứng vành cấp mà điện tâm đồ bình thường, men tim chưa kịp làm mà điện tâm đồ bình thường mà bệnh nhân rất là nặng, choáng vân vân, thì chúng ta phải nghĩ coi có bóc tách động mạch chủ hay không, nhất là những người có tăng huyết áp cũng như là những bệnh lý vô liên kết trước đây. Xin mời Phó sư Định có ý kiến như thế nào? Cảm ơn bác sĩ Vũ. Tôi chỉ có thêm bổ sung một số ý kiến thôi. Thứ nhất thì cái phần trình bày rất là căn bản.
Gần đây thì tôi xin bổ sung thêm một số cập nhật mới, bởi vì guideline của ESC á, họ chỉ phân biệt ra là bóc tách tiếp A và tiếp B thôi. Tiếp A có nghĩa là cái tổn thương liên quan từ mạch chủ ngực lên, tiếp B là tổn thương nó từ phía sau của động mạch dưới đoạn bên trái đi xuống phía dưới. Như vậy còn cái đoạn giữa là đoạn gọi là quai động mạch chủ từ động mạch thần kinh thay đầu cho tới động mạch dưới đoạn bên trái. Thì vùng này nếu mà tổn thương ở đây nó sẽ gọi là tiếp không A không B, non A non B, mà gần đây người ta càng nhắc nhiều bởi vì nó có cái chẩn đoán tiên lượng điều trị và dự hậu khác với lại cái tiếp thông thường. Quay trở lại về cái tiếp A, tức là tổn thương của động mạch chủ ngực lên, thì năm 2009 thì tác giả Song có báo cáo một cái nghiên cứu khá là lớn của ông với 101 trường hợp có máu tụ nội thành động mạch chủ, và nhận thấy rằng là cái máu tụ nội thành động mạch chủ người châu Á nó có cái đặc điểm lâm sàng diễn tiến và điều trị rất là khác đối với máu tụ nội thành của người châu Âu cũng như người châu Mỹ. Những cái đồng thuận là đối với máu tụ nội thành ở động mạch chủ ngực lên tiếp A thì các cái guideline của Mỹ và châu Âu đều hướng tới cái việc mổ cấp cứu. Riêng đối với nhóm bệnh nhân châu Á thì đặc điểm máu tụ nội thành của nhóm động mạch chủ ngực lên nó có những cái khác biệt. Khác biệt thứ nhất là cái tỷ lệ nó cao hơn hơn gấp đôi trong nghiên cứu của ông là 28% so với lại các cái sổ bộ là khoảng 12% là máu tụ nội thành tiếp A. Thứ hai là cái diễn tiến của nó thì thoái triển nhiều hơn so với lại là cái diễn tiến của các cái bệnh nhân ở nghiên cứu châu Âu. Cho nên là họ đề ra một cái chiến lược là watchful waiting, tức là có thể điều trị nội khoa và theo dõi sát trong những trường hợp họ định nghĩa là những cái máu tụ nội thành tiếp A nhưng mà ổn định. Đây nó có một số cái tiêu chuẩn về đường kính, kích thước của máu tụ, tiêu chuẩn về hình ảnh trên CT, và phải dựa trên CT như lâm sàng để quyết định. Và tử vong nội viện vẫn là một cái biến cố đáng sợ nhất của máu tụ nội thành. Và cái cuối cùng là cái tiếp B của chúng ta thì hồi nãy bác sĩ Vũ đã có nói về các cái điều trị của tiếp B. Điều trị nội khoa vẫn là điều trị tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì có nghiên cứu ở Leipzig, gọi là nghiên cứu INSET XL, họ thấy rằng là nếu chúng ta điều trị stent graft cho những trường hợp bệnh nhân bóc tách tiếp B không có biến chứng, thì cái tỷ lệ tử vong cũng như là tỷ lệ phải can thiệp lại nó giảm hơn một nửa so với những trường hợp điều trị nội khoa. Đó là cái tiền đề để sau này đưa vào khuyến cáo của Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch châu Âu, người ta cho phép là có thể đặt stent graft điều trị những trường hợp mà bóc tách tiếp B không có biến chứng. Và sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu cái phần tiếp theo, cũng nối tiếp cái phần trình bày của bác sĩ Vũ, đó là phần trình bày của tiến sĩ Võ Tuấn Anh về phẫu thuật trong điều trị phình bóc tách động mạch chủ. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các anh chị đang theo dõi chương trình, thì hôm nay em xin phép đại diện cho khoa phẫu thuật tim mạch người lớn của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược trình bày về một số điểm cơ bản về phẫu thuật điều trị bệnh lý động mạch chủ. Dạ, thì em cũng xin bắt đầu bằng một cái bệnh án minh họa khá đơn giản, là bệnh nhân nam 64 tuổi khởi phát đau ngực dữ dội, vã mồ hôi tại nhà, sau đó đến một bệnh viện ở tuyến tỉnh. Tại bệnh viện tuyến tỉnh thì các anh chị đồng nghiệp đã cho chụp một cái CT scan ngực và phát hiện ra là có bóc tách mạch chủ ngực tiếp A cấp tính kèm theo tràn máu màng ngoài tim. Khi đó thì các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh liên hệ trực tiếp với ekip của Bệnh viện Đại học Y Dược và gửi các hình ảnh CT và cận lâm sàng lên. Thì khi mà nhận được thông tin thì chúng tôi huy động ekip gồm có các anh chị em phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên và dụng cụ của phòng mổ, và đang chờ sẵn bệnh nhân đến khoa cấp cứu thì đưa thẳng lên phòng mổ luôn và thực hiện phẫu thuật cấp cứu thay động mạch chủ ngực lên và bán quay gần. Thì đây là hình ảnh CT của bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh nơi bệnh nhân nhập viện, là bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Chúng ta thấy hình ảnh bóc tách động mạch chủ rất là điển hình của một cái flap ở động mạch chủ ngực lên ngăn giữa lòng thật và lòng giả. Sau khi chúng tôi mở ngực phẫu thuật thì nhận thấy là khi mở màng ngoài tim có rất là nhiều máu cục ở bên trong, thì bệnh nhân này may mắn được phẫu thuật thay động mạch chủ ngực lên và bán quai, sau đó xuất viện sau một tuần.
thì bệnh lý động mạch chủ đã được bác sĩ Vũ trình bày rất là kỹ lưỡng. Em chỉ điểm qua là những bệnh lý nặng và có tỷ lệ tử vong, biến chứng rất là cao. Trong đó hôm nay em sẽ nhấn mạnh về hai phần, đó là phình động mạch chủ và bóc tách động mạch chủ. Về bóc tách động mạch chủ thì chúng ta đã biết rằng bóc tách động mạch chủ là một bệnh lý cấp tính đột ngột và nó diễn ra trên một động mạch chủ bình thường hoặc là có bệnh lý về mô liên kết trước đây, có nghĩa là một động mạch chủ không có bệnh lý về mặt xơ vữa, và nó thường diễn ra do một cơn tăng huyết áp đột ngột và xé rách nội mạc của động mạch chủ. Sau khi xé rách nội mạc thì máu nó sẽ đi vào qua cái lỗ nội mạc này, nó tách nội mạc cùng với ra khỏi ngoại mạc và trung mạc, tạo ra một cái lòng thứ hai so với lòng ban đầu. Cái lòng thứ hai này người ta gọi là lòng giả, so với lòng ban đầu gọi là lòng thật. Và cái lỗ vào này người ta gọi là lỗ vào nguyên phát, hay lỗ vào là nguyên nhân gây ra cái bóc tách động mạch chủ. Chúng ta biết rằng là bóc tách động mạch chủ thường sẽ diễn ra, khi nó xảy ra nó sẽ bóc tách ngay lập tức gần như toàn bộ cái động mạch chủ cho đến khi lực bóc tách giảm nhỏ hơn so với cái lực kháng lực của thành mạch, và thường là đến những cái động mạch ngoại biên như động mạch dầu, dầu chung, dầu ngoài thì nó mới dừng lại. Và trong trường hợp mà cái bóc tách này nó diễn tiến ngắn hơn thì nó có thể gây huyết khối cái lòng giả trở lại và nó che luôn cái lỗ vào ban đầu, thì đó là một trong những cái nguyên nhân sinh bệnh hiện nay mà người ta cho là nguyên nhân sinh bệnh của IMS hay là cái huyết khối thành động mạch chủ. Lúc đó chúng ta sẽ không thấy được cái lỗ vào ban đầu. Cái tiếp này thì chúng ta đã phân định rất là rõ là tiếp A và tiếp B. Thì Stanford A, người ta nói là Stanford A, tại sao phải phân loại ra, là bởi vì Stanford A thì chúng ta sẽ mổ cấp cứu, còn Stanford B chúng ta sẽ có thái độ trì hoãn hơn so với Stanford A. Lý do để tại sao mổ cấp cứu thì hồi nãy bác sĩ Vũ đã trình bày. Để chẩn đoán bóc tách động mạch chủ, câu này cũng trả lời cho cái câu hỏi rất là hay của phó giáo sư Khôi. Cái này cũng là một trong những cái lĩnh vực rất là quan trọng mà anh Khôi phụ trách, đó là cái siêu âm tim. Khi chúng ta gặp một bệnh nhân, tiếp cận bệnh nhân đau ngực, có thể là một bệnh nhân đau ngực đột ngột, dữ dội và lan ra sau lưng, thì khi đó chúng ta thường có thể là một số trường hợp chúng ta sẽ nghĩ đến hội chứng vành cấp, hoặc một số trường hợp chúng ta sẽ nghĩ đến hội chứng động mạch chủ cấp. Thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được đó là trường hợp hội chứng vành cấp, hội chứng động mạch chủ cấp, thậm chí những trường hợp động mạch chủ cấp nó bóc tách vào mạch vành, nó cũng sẽ biểu hiện bằng nhồi máu cơ tim cấp với ST trên lên và với men tim tăng cao. Như vậy thì chỉ cần một động tác rất đơn giản là chúng ta có thể phân biệt được cái bóc tách động mạch chủ và hội chứng vành cấp, khá là đơn giản và dành cho những bác sĩ ở cấp cứu cũng như là các bác sĩ ở tuyến đầu. Gần như là tất cả mọi nơi bây giờ đều đã có máy siêu âm tim, máy siêu âm với đầu dò tim. Và cái động tác này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần cầm một cái đầu dò và chúng ta đặt cái mặt cơ hướng về phía vai phải để cắt được mặt cắt cạnh ức trục dọc. Đây là một trong những mặt cắt rất là đơn giản và dễ cắt. Thì khi chúng ta cắt được xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong trường hợp mà bóc tách động mạch chủ thì sẽ có hình ảnh của cái flap, tức là cái nội mạc động mạch chủ nó phất phơ trong lòng động mạch chủ ngược lên. Nếu mà không có hình ảnh này thì chúng ta sẽ ít nghĩ đến bóc tách động mạch chủ so với hội chứng vành cấp. Và ngược lại, nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân có hình ảnh flap này rồi thì chúng ta sẽ có một thái độ xử trí hoàn toàn khác so với ban đầu. Thì chỉ cần một động tác như thế này chúng ta có thể phân biệt được khá là rõ hai trường hợp mà đều nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân nếu chúng ta xử trí trễ, và cách xử trí hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh đó, một số trường hợp bóc tách tiếp B gây ra tắc động mạch, những cái động mạch nhánh quan trọng, thì chúng ta cũng có thể chẩn đoán được thông qua một cái xét nghiệm rất đơn giản mà các tuyến đều có, đó là siêu âm bụng. Thì khi siêu âm bụng chúng ta có thể cắt được dọc theo động mạch chủ bụng như thế này, và đa số các trường hợp bóc tách chúng ta đều thấy được cái flap của động mạch chủ. Thì chỉ cần hai cái phương tiện siêu âm này chúng ta có thể phân biệt được rất là rõ cái và chẩn đoán được ban đầu cái bóc tách động mạch chủ, để từ đó có một thái độ xử lý tốt hơn, thích hợp hơn. Và khi bóc tách động mạch chủ mà chúng ta đã xác định được rồi, chúng ta sẽ cho chụp CT scan. CT scan sẽ cho chúng ta rất là nhiều thông tin, bao gồm là loại bóc tách, vị trí lỗ vào nằm ở đâu, có vỡ ra hay chưa. Nếu mà tiếp A thì nó sẽ vỡ vào màng tim, và tiếp B nó sẽ vỡ vào màng phổi. Có ảnh hưởng đến các nhánh quan trọng hay chưa, nó là các nhánh động mạch vành, mạch nuôi não, động mạch tạng và động mạch chi. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đọc khi mà đọc trên một cái phim CT scan. Đối với điều trị bóc tách động mạch chủ thì nó gồm có 3 loại chính, là điều trị nội khoa, phẫu thuật và can thiệp nội mạch. Thì em sẽ focus, em sẽ tập trung vào vùng phẫu thuật.
Điều trị ngoại khoa đối với bóc tách tuyếp A là phẫu thuật cấp cứu, gồm có những phương pháp phẫu thuật tùy vào cái vấn chỗ ảnh hưởng của động mạch chủ. Nếu nó ảnh hưởng đến gốc động mạch chủ, van động mạch chủ thì chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật ở gốc là phẫu thuật bento, tức là thay van động mạch chủ cắm lại các lỗ mạch vành, hoặc phẫu thuật Tyrone David là bảo tồn van động mạch chủ cắm lại các lỗ động mạch vành, hoặc thay động mạch chủ ngực lên, thay quai động mạch chủ. Và trong một số các trường hợp thì chúng ta phải đặt luôn cả stent graft động mạch chủ ngực xuống trong lúc mổ bằng phương pháp thuận dòng hoặc ngược dòng. Về phẫu thuật động mạch chủ, chúng ta có thể tiếp cận qua hai đường. Đường thông thường đó là đường mở ngực toàn bộ xương ức, và đường tiếp theo là đường mở ngực nửa trên xương ức. Thì đường mở ngực nửa trên xương ức thì đối với những trung tâm nào chúng ta quen, chúng ta có thể thực hiện phẫu thuật này nó ít xâm lấn hơn. Đây là phẫu trường của hai cái đường tiếp cận. Một phẫu trường thì chúng ta sẽ nhìn rất là rộng rãi, và một phẫu trường thì chúng ta sẽ tập trung vào vùng động mạch chủ ngực lên và quai, cũng như là gốc động mạch chủ. Đây là hình ảnh của thay động mạch chủ ngực lên và thay quai động mạch chủ. Thay quai động mạch chủ là chúng ta sẽ cắm lại các nhánh, một hoặc là nhiều nhánh của quai động mạch chủ, gồm có động mạch thân tay đầu, động mạch cảnh trung và động mạch dưới đòn bên trái. Đây là một cái phương pháp mà khá là mới, trong khoảng 10 năm gần đây người ta thực hiện, gọi là phương pháp Frozen Elephant Trunk. Thì cái phương pháp này chúng ta sẽ đặt một cái stent graft, một cái ống ghép gồm một nửa ở phía trước là protease bình thường, một nửa phía sau là stent graft động mạch chủ. Thì cái ống stent graft này có mục tiêu là nó sẽ xóa bỏ cái lòng giả bằng cách là ép cái nội mạc vào trong cái lòng thật ban đầu để mở rộng lòng thật. Đồng thời chúng ta sẽ thay quai và động mạch chủ ngực lên thông qua cái này. Đây là hình ảnh mà thay quai động mạch chủ, thay động mạch chủ ngực lên và thả stent graft động mạch chủ ngực xuống. Đây là cái video cho chúng ta thấy là cái mổ bóc tách động mạch chủ. Thì xin lỗi là cái đường truyền nó hơi chậm chút xíu. Các em xin qua vì cái vai trò của phẫu thuật đối với can thiệp nội mạch. Thì bây giờ trong cái can thiệp động mạch chủ thì chúng ta có những cái can thiệp ở vùng quai, tức là vùng 0, vùng 1, vùng 2 là những cái vùng mà chúng ta cần phải có sự can thiệp của phẫu thuật trước trong nhiều trường hợp. Đó là phẫu thuật chuyển vị các nhánh quai động mạch chủ khi can thiệp động mạch chủ ở vùng này. Thì ở đây có một số các hình ảnh của chúng ta can thiệp chuyển vị quai. Ví dụ như chúng ta chuyển vị từ động mạch dưới đòn trái và động mạch cảnh trung bên trái nếu mà chúng ta đi vào vùng 2, và vùng 1 thì chúng ta sẽ chuyển vị thêm từ động mạch cảnh trung trái, động mạch cảnh trung trái, động mạch cảnh trung phải và động mạch dưới đòn trái. Và nếu mà chúng ta đi xuống tới vùng 0 thì chúng ta sẽ chuyển vị luôn cả ba nhánh mạch máu nuôi não, gồm có động mạch thân tay đầu, cảnh trung trái và dưới đòn trái. Hoặc một số các cách chuyển vị khác như là chúng ta thực hiện kỹ thuật ống khói hoặc là fenestrated, tức là mở cửa sổ của stent graft động mạch chủ, hoặc là debranching, tức là phẫu thuật như phía trên này. Đây là một cái trường hợp mà em xin giới thiệu, đó là bóc tách động mạch chủ ngực tiếp B bán cấp, và chúng tôi đã thực hiện cái phẫu thuật debranching, tức là tái tạo quai từ động mạch thân cánh tay đầu, tức là động mạch cánh trung trái phải, cánh trung trái và dưới đòn trái. Sau đó chúng tôi thả động mạch thả stent graft đến sát động mạch thân cánh tay đầu, tức là zone 1. Sau đó thì hình ảnh của cái tái hiện của cái quai thì em xin lỗi là nó không có rõ ở đây, nhưng mà cái stent graft rất là tốt. Đối với phình động mạch chủ thì chúng ta biết rằng phình động mạch chủ không phải là bệnh lý cấp tính, đó là một bệnh lý mãn tính diễn tiến trong rất là nhiều năm. Đa số cái nguyên nhân của nó là nguyên nhân do xơ vữa mạch máu, nếu không kể đến những nguyên nhân do bệnh lý mô liên kết. Thì định nghĩa là đường kính của động mạch chủ sẽ lớn hơn 50% so với đường kính bình thường, và do cái cấu trúc của động mạch chủ bụng thì chúng ta thấy rằng là 3/4 các trường hợp phình động mạch chủ là ở phình động mạch chủ bụng dưới thận, chỉ có 1/4 còn lại là ở phình động mạch chủ ngực, trong đó tới 60% ở gốc động mạch chủ và động mạch chủ ngực lên. Phình động mạch chủ có thể diễn ra ở tất cả các vị trí, trong đó có thể là phình gốc, phình đoạn động mạch chủ ngực lên, phình quai, phình động mạch chủ ngực xuống, động mạch chủ bụng trên thận và động mạch chủ bụng dưới thận, hoặc là động mạch chủ bụng, động mạch chủ ngực bụng. Các dấu hiệu quan trọng của nó khi phình động mạch chủ nó diễn tiến đến động mạch hội chứng động mạch chủ cấp là khi nó vỡ hoặc là dọa vỡ, thì bệnh nhân sẽ có thường nhất là đau ở vùng tương ứng. Nếu là đau ở vùng động mạch chủ ngực thì sẽ đau ngực, đau lưng, hoặc là ở động mạch chủ bụng là đau bụng. Và một số các trường hợp có dấu hiệu của sốc giảm thể tích, mất máu cấp. Nếu mà phình động mạch chủ vỡ vào ruột thì bệnh nhân sẽ có dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, xuất huyết tiêu hóa trên hoặc xuất huyết tiêu hóa dưới. Và đa số các trường hợp này thì tiên lượng rất là nặng, tỷ lệ tử vong thường là trên 50%. Để chẩn đoán phình động mạch chủ thì thường chúng ta sẽ dựa vào siêu âm.
siêu âm tim, siêu âm bụng. Và đây là một hình ảnh của một cái siêu âm bụng của một phần động mạch chủ đã vỡ ra ngoài. Và chúng ta nhìn thấy cái lỗ vỡ đã ở đây và có hình ảnh của một cái dòng máu nó đi qua cái lỗ vỡ, nó đi ra ngoài khoảng sau phúc mạc. Khi chúng ta có nghi ngờ đến phần mạch chủ thì đương nhiên chúng ta sẽ chụp CT scan có cản quang, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh vỡ của cái túi phình. Đây là một hình ảnh dò cản quang và tạo ra khối hematom rất là lớn ở bên động mạch chủ ngực lên và vùng quai. Đây là một trường hợp hy hữu vỡ động mạch chủ ngực xuống nhưng mà vỡ vào khoang màng phổi bên phải, không vỡ vào khoang màng phổi trái. Hoặc là những trường hợp mà túi phình kích thước lớn thành mỏng như thế này thì những trường hợp này có nguy cơ vỡ rất là cao. Đây là một cái trường hợp khác tương tự như trường hợp trước. Chúng ta nhìn thấy hai túi phình này gần như là cái hình ảnh nó rất là giống nhau, nhưng mà cái túi phình bên này thì chưa vỡ, và cái túi phình này thì đã vỡ rồi, và cái vị trí vỡ nó nằm ở đây. Chúng ta thấy được cái khối hematom sau phúc mạc rất là lớn, và nếu mà nhìn sang cái hình dựng mặt cắt đứng ngang thì khối hematom này nó trải dài từ vùng dưới gan cho đến vùng bẹn của bệnh nhân, đến trước cái màu trọng rất là lớn. Để điều trị bệnh lý phình động mạch chủ thì chúng ta có hai xu hướng phẫu thuật hiện nay. Xu hướng điều trị hiện nay đó là điều trị phẫu thuật và điều trị can thiệp nội mạch đặt stent graft động mạch chủ. Thì đặc điểm của loại phẫu thuật này đối với cái trường hợp gốc động mạch chủ hay là đến quai, từ gốc động mạch chủ lên quai động mạch chủ thì thường là chúng ta cần phải sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể, phải ngưng tuần hoàn, phải tưới máu não chọn lọc. Đối với những trường hợp động mạch chủ ngực bụng thì đường mổ rất là lớn và cũng phải sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể. Vậy đặc trưng của những cái loại phẫu thuật đối với động mạch chủ là những phẫu thuật lớn, kéo dài nhiều giờ, có nguy cơ tử vong và biến chứng chu phẫu vẫn còn cao. Đây là một số các hình ảnh phẫu thuật tại trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì đây là một trường hợp phình quai động mạch chủ rất lớn đã vỡ vào khoang màng phổi trái. Ta thấy là khoang màng phổi trái ở đây đầy máu. Và khi mổ thì chúng ta nhìn thấy cái phần này là cái phần túi phình nó được cắt ra rất là nham nhở. Và phía cái lỗ đen xa xa ở đây chính là cái lỗ của động mạch chủ ngực xuống mà chúng ta sẽ làm miệng nối vào rất là xa. Đây là cái sản phẩm cuối cùng khi chúng ta làm miệng nối từ động mạch chủ ngực lên đến động mạch chủ ngực xuống và cắm lại các nhánh của quai động mạch chủ. Một trường hợp khác đó là trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý gốc động mạch chủ trên một bệnh nhân mạc phăng có bệnh lý mô liên kết đi kèm. Thì bệnh nhân này có bóc tách màng tính động mạch chủ ngực lên, giãn động mạch chủ ngực lên, giãn lớn lòng giả nhìn rất là to, nó đè xẹp toàn bộ cái tim ở phía dưới này. Chúng ta cũng thực hiện là thay toàn bộ quai động mạch chủ, cắm lại động mạch thân cánh tay đầu, làm thêm phẫu thuật bento, tức là cắm thay van động mạch chủ và cắm lại hai lỗ vành. Đây là một trường hợp phình động mạch chủ bụng trên thận. Chúng ta thấy tuy là cái hình ảnh này là hình ảnh dựng nó không được chính xác lắm, ở cái túi phình nó to ra ở phía ngoài này, cho thấy được cái vỏ của túi phình nó ở ngoài này, cái vùng vôi ở đây, và cái động mạch thận bên trái, cái túi phình nó nằm cao hơn động mạch thận trái. Trường hợp này là một trường hợp mà chúng tôi phải mở đường ngực bụng sau phúc mạc, và khi mà mở ra thì chúng ta thấy đây là cái thận trái đây rất là cao và phải lật cái thận trái lên, đồng thời cắm lại động mạch thận trái ở đây, hình không được rõ lắm á. Động mạch thận trái được cắm lại ở chỗ này. Thì trên phim CT scan chụp sau mổ thì thấy động mạch thận trái được cắm lại và thận trái hiện thuốc tốt. Đây là những cái phẫu thuật rất là lớn, cái thời gian phẫu thuật kéo dài và cái đường mổ xâm lấn rất lớn. Đường mổ thường nó dài khoảng chừng 30 đến 50 cm. Em xin trình bày một số các kết quả phẫu thuật ban đầu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020, chúng tôi đã thực hiện 87 trường hợp phẫu thuật cho bệnh lý động mạch chủ với cái số lượng khoảng chừng từ 25 tới 30 trường hợp một năm. Trong đó có 34 trường hợp là phẫu thuật cấp cứu và 53 trường hợp là phẫu thuật chương trình. Với phẫu thuật động mạch chủ ngực lên đơn thuần là 22 trường hợp, quai động mạch chủ là 27, động mạch chủ ngực xuống là 6, động mạch chủ bụng dưới thận là 25 trường hợp, động mạch chủ ngực bụng là 7 trường hợp. Trong đó có 8 trường hợp bệnh nhân tử vong. Tỷ lệ tử vong của chúng tôi cũng còn khá cao là 9,2%. Có 6 trường hợp tai biến mạch máu não không hồi phục. Trong đó có 3 bệnh nhân là sau đó là viêm phổi và tử vong sau đó. Có 4 trường hợp suy thận cần chạy thận nhân tạo. Thở máy kéo dài thì rất là cao, trên 24 giờ. Nếu chúng ta lấy một mốc là 24 giờ là thở máy kéo dài, thì tỷ lệ thở máy kéo dài của chúng tôi lên tới 71,2%. Nhiễm trùng vết mổ có 2 trường hợp, hoại tử ruột có 1 trường hợp và bệnh nhân cũng tử vong sau đó. Có 1 trường hợp bị liệt tủy, sau đó bệnh nhân có phục hồi được khoảng 50% sức cơ của mình.
Tử vong trong phẫu thuật cấp cứu của chúng tôi là 5 trên 8 trường hợp, tức là tỷ lệ tử vong chủ yếu trong 8 trường hợp đó là có 5 trường hợp cấp cứu là 62,5% và có 3 trường hợp tử vong trong chương trình. Thì cái tỷ lệ tử vong trong phẫu thuật cấp cứu này nó cũng phù hợp với các báo cáo trên quốc tế, đặc biệt là những trường hợp mà phình động mạch chủ mà vỡ rồi thì tỷ lệ tử vong thường là nó khoảng chừng trên 50%. Ở đây cái báo cáo này là từ 20-70% tùy theo tác giả. Vậy thì em xin tóm tắt cái bài trình bày của em, đó là bệnh lý động mạch chủ là một bệnh lý nặng và tỷ lệ tử vong cao. Trong đó phẫu thuật bên cạnh cái đặt ống ghép động mạch chủ trong là một cái xu hướng hiện nay, thì phẫu thuật vẫn có một vai trò rất quan trọng. Chúng ta biết rằng xử trí càng sớm, phát hiện càng sớm thì tiên lượng sẽ càng tốt hơn cho bệnh nhân, và đặc biệt là mối liên hệ chặt chẽ giữa các bệnh viện cũng như là các chuyên khoa trong nội viện sẽ là chìa khóa giúp đỡ cho cái cho người bệnh của mình. Dạ, em xin chân thành cảm ơn. Mình cảm ơn thạc sĩ, trên bản ghi là thạc sĩ nhưng mà thực sự là tiến sĩ rồi, cho nên mình cảm ơn tiến sĩ Võ Tuấn Anh về một cái bài trình bày rất là hấp dẫn với hình ảnh minh họa rất là sắc sảo. Thì trong cái phần câu hỏi của tôi cho bác sĩ Vũ á, thì bác sĩ Tuấn Anh cũng có góp phần trả lời là bây giờ mình có thể dùng POCUS, tức là siêu âm tại chỗ, gọi là ở ngay chỗ cấp cứu mình có thể siêu âm được. Tuy nhiên cái hình ảnh đưa ra thì nó rất là đẹp, nhưng mà trên thực tế lâm sàng không phải lúc nào chúng ta cũng có được hình đó, và đôi khi cũng phải lưu ý là giả ảnh, bởi vì các bạn đọc thôi, khi bạn nghe xong bài bác sĩ Tuấn Anh trình bày xong rồi, vì làm cái ca nào nó cũng có cái hình ở trong động mạch chủ, mình nghĩ đó là flap thì không đúng, cho nên mình phải cẩn thận, mình xoay rất nhiều cái mặt cắt khác nhau để mình coi thử cái đó có đúng là cái flap hay không, bởi vì phía trước nếu như có một cái phần nào đó mà nó tạo nên cái ảnh, có thể tạo ảnh giả mà ảnh giả nằm trong cái lòng động mạch chủ thì coi chừng là có thể bị nhầm. Tuy nhiên cảm ơn bác sĩ Tuấn Anh là đưa cái vai trò của siêu âm tim và siêu âm lên rất là cao, bởi vì thực sự cái đó là một cái hiện nay người ta khuyến cáo sử dụng rất là nhiều, và bác sĩ cấp cứu làm được cái việc đó chứ không phải là bác sĩ tim mạch mới siêu âm được. Xin cảm ơn bác sĩ Tuấn Anh. Thì tiếp theo sau cái phần của bác sĩ Tuấn Anh thì tôi xin giới thiệu thầy của bác sĩ Tuấn Anh, người thiết lập chương trình phẫu thuật động mạch chủ. Hôm nay chúng ta nói về động mạch chủ, thiết lập động mạch chủ ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch người lớn và phó giám đốc trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ trình bày với quý đồng nghiệp và các bạn chủ đề can thiệp động mạch chủ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, những trường hợp đặc biệt. Xin mời phó giáo sư Định. Cảm ơn thầy Khôi và chủ tịch đoàn. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì bên cạnh cái phần trình bày phẫu thuật thì chúng tôi cũng xin trình bày về can thiệp. Ở đây thì ban tổ chức có yêu cầu là những cái trường hợp đặc biệt, chúng tôi cũng suy nghĩ đắn đo không biết trường hợp đặc biệt là trường hợp gì, thì thôi chúng tôi trình bày những cái bệnh cảnh lâm sàng mà nó có vẻ là hấp dẫn, có vẻ là hiếm và nó hơi khó xử trí một chút xíu trong can thiệp nội mạch. Như vậy tôi xin đưa ra một số cái tình huống bệnh nhân trên 80 tuổi, tình huống xử trí cấp cứu, những tình huống động mạch chủ dễ bị tổn thương và những cái tình huống có liên quan tới nhiễm trùng trong điều trị bệnh lý động mạch chủ. Đối với những cái bệnh nhân mà trên 80 tuổi thì chúng tôi có một báo cáo trong 4 năm từ năm 2014 đến năm 2018, thì tỷ lệ nó là 26,2% các bệnh nhân trên 80 tuổi. Chúng ta biết bệnh lý động mạch chủ là những cái bệnh lý thoái hóa, cho nên nó sẽ gặp ở những bệnh nhân mà lớn tuổi, và với tình hình dân số càng ngày càng cao thì tỷ lệ chúng ta cần phải gặp phải đối đầu với những cái bệnh lý này ở cái bệnh nhân mà lớn tuổi như vậy lại càng tăng. Trong đó thì bệnh lý từ tất cả các đoạn động mạch chủ, cung động mạch chủ, động mạch chủ ngực xuống và động mạch chủ bụng. Đối với cái nhóm bệnh nhân này thì có những thách thức gì? Thứ nhất là các cái bệnh lý động mạch, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính, suy thận mạn chẳng hạn. Bên cạnh đó về vấn đề kỹ thuật cũng có những cái thách thức. Bệnh nhân có thể có nhiều túi phình, tổn thương ở nhiều nơi, đường vào vôi hóa, đường vào nhỏ và ngoằn ngoèo. Động mạch chủ thì vôi hóa rất là dữ và cũng ngoằn ngoèo luôn, bởi vì khi bệnh lý nó phát triển tiến triển lên cái động mạch chủ thoái hóa thì nó không thể nào mà
khi nó dài ra như vậy, bệnh nhân cái chiều cao không thay đổi, cho nên nó sẽ bị gấp, nó sẽ bị ngoằn ngoèo trở lại, và cổ trở nên là ngắn cũng như là bị gấp góc. Đó là những cái thách thức khi chúng ta về mặt kỹ thuật chúng ta làm can thiệp động mạch chủ. Tỷ lệ tử vong của chúng tôi là tỷ lệ tử vong sớm là 4 ca, với tỷ lệ đó là 19%, trong đó có 2 trường hợp có liên quan tới vấn đề của túi phình, 1 trường hợp ở vùng quai, bệnh nhân sau đó bị tai biến mổ não và viêm phổi trong bệnh viện, 1 trường hợp dồi máu cơ tim và 1 trường hợp vỡ túi phình động mạch chủ bụng mà do hội chứng chèn ép nội. Thì đó là cũng một cái tỷ lệ khá lớn. Và đây là cái một trường hợp minh họa, bệnh nhân nữ 86 tuổi. Bệnh nhân này có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có suy thận mạng, vào viện vì một cái đau ngực và khó thở. Thì trên CT chúng ta thấy một cái túi phình đường kính 65mm ở ngay sau động mạch dưới đòn trái, nhưng lên tới vùng quai của động mạch chủ và liên quan tới các cái nhánh của động mạch của quai động mạch chủ mà nuôi não. Như vậy, để có thể xử trí được cái túi phình này bằng phương pháp nội mạch thì chúng ta cần phải đặt một cái stent graft xuống vùng không. Và như vậy, khi đặt stent graft xuống vùng không, chúng ta sẽ che các cái nhánh nuôi não bao gồm động mạch thân cánh tay đầu, động mạch dưới đòn bên trái và động mạch cảnh trung bên trái. Để chuẩn bị cho cái stent graft nó che cái vùng đó như vậy thì chúng ta sẽ phải làm một cái thủ thuật trước, là nối cầu nối giữa động mạch cảnh trung hai bên, động mạch dưới đòn trái, động mạch cảnh trung bên trái, và sau đó đặt một cái ống khói vào thân cánh tay đầu. Chiến lược này thì lúc nãy bác sĩ Tuấn Anh cũng đã trình bày, và đây là cái kết quả cuối cùng. Sau một tháng thì bệnh nhân đã tái khám với lại cái sức khỏe rất là tốt. Nếu chúng ta phẫu thuật trường hợp này thì bệnh nhân rất là tới cái thời điểm sau một tháng có thể bệnh nhân vẫn còn nằm trong phòng hồi sức. Trường hợp khác 82 tuổi, mà chúng ta cũng biết càng lớn tuổi thì động mạch nó lại càng vặn vẹo, càng xoắn vặn. Đây là một túi phình rất là lớn của động mạch chủ bụng với cái cổ gập. Đây là một thách thức trong cái can thiệp động mạch chủ. Và khi mà lên cái kế hoạch làm cụ thể thì chúng ta cũng đã đạt được một cái stent graft thành công. Ở đây chúng ta không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật cho những trường hợp cổ gập, nhưng mà cổ gập nó là một thách thức ở những bệnh nhân có tuổi lớn, và nhất là người châu Á mà cái chiều cao chúng ta thấp hơn so với người châu Âu. Đây là kết quả sau một tháng. Theo trường hợp khác nữa cũng là cổ rất là ngắn, chúng ta thấy bờ trên của túi phình chỉ nằm sát động mạch thận bên trái có khoảng 5 ly thôi, trong khi để cái túi phình có thể cái đặt stent graft nội mạch thành công thì cái đường kính, cái chiều dài của cổ túi phình nó phải từ 12mm trở lên để chúng ta có thể có cái vùng hạ đặt đảm bảo an toàn. Do đó chúng ta đặt một cái ống khói vào động mạch thận bên trái, và sau đó chúng ta đặt stent graft lên sát phía dưới ống khói để kéo dài cái cổ gần của túi phình, đảm bảo cho cái vùng hạ đặt chúng ta có một cái khoảng chiều dài đủ. Và kết quả cuối cùng đây, như vậy thì đối với cái nhóm bệnh nhân trên 80 tuổi chúng ta có những nhận định gì? Dù chúng ta mổ hay dùng cái tơ can thiệp, bệnh nhân cũng có nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, nếu chúng ta can thiệp thì nguy cơ chúng ta sẽ bớt đi. Và đối với cái nhóm này thì chúng ta cần phải lưu ý bệnh nhân có cái kỳ vọng sống không còn cao nữa. Cho nên chúng ta có nên chọn những cái phương pháp nào mà nó có thể đem lại cái lợi ích trước mắt để có thể cho bệnh nhân qua khỏi cái cơn nguy cấp, nhất là trong những trường hợp cấp cứu. Cái tình huống thứ hai mà chúng tôi muốn trao đổi ngày hôm nay đó là những trường hợp cấp cứu. Thì đối với bệnh lý động mạch chủ, chúng ta quan tâm tới những trường hợp vỡ hoặc là những trường hợp tưới máu sai lầm. Đây là một cái trường hợp vỡ phình động mạch chủ bụng ở bệnh nhân nam 71 tuổi, vào viện cấp cứu vì triệu chứng đau bụng và có cái sốc do mất máu. Thì bác sĩ cấp cứu đã được đã nhạy bén và chẩn đoán ngay là một cái phình động mạch chủ bụng vỡ. Và để đi chụp CT được thì do huyết áp bệnh nhân không ổn, cho nên các bác sĩ ở khoa phẫu thuật động tim mạch đã đặt một cái bóng vào trong động mạch chủ ngực. Cái bóng này đưa từ dưới đùi lên, đó là một cái bóng nội mạch chúng ta sử dụng trong can thiệp nội mạch. Và với cái phương pháp mà kẹp trong nội mạch, trong lòng mạch như vậy, với cái bóng như vậy thì nó hạn chế được cái việc xuất huyết và chúng ta có thể ổn định được huyết động để có thể chụp CT được cho bệnh nhân. Và khi đưa bệnh nhân lên trên phòng DSA thì chúng ta thấy là một cái túi phình đã vỡ. Và khi can thiệp thì chúng ta can thiệp theo cái phương pháp
kinh điển, tức là dùng ống ghép chữ Y để điều trị cho bệnh nhân với kết quả sau can thiệp khá là tốt. Đây là trường hợp tưới máu sai lòng, bệnh nhân nam 43 tuổi có một cái bóc tách động mạch chủ ngực tiếp B, tức là cái lỗ vào nó nằm phía sau động mạch dưới đòn bên trái. Và bệnh nhân này thì khi chụp lên thì thấy là cái phần bóc tách nó đi từ động mạch dưới đòn bên trái đi xuống động mạch chậu, đồng thời có tắc động mạch chậu chung bên phải. Tắc động mạch chậu chung bên phải này là do lòng giả nó quá lớn và nó tràn vào lòng thật, và lòng thật không còn tưới máu nữa. Thì như chúng ta có thể thấy trên cái CT scan này, đây là cái phần bóc tách động mạch mạc treo tràng trên, hai động mạch thận đều xuất phát từ lòng giả nhưng nó vẫn còn thông thương. Tuy nhiên là cái động mạch chậu chung bên phải đã bị tắc. Thì trên cái hình này để dựng hình lại cho chúng ta thấy là động mạch mạc treo tràng trên là bị tắc, và động mạch dưới đòn bên động mạch chậu chung bên phải cũng có huyết khối và bị tắc. Như vậy cái kế hoạch chúng ta là chúng ta đặt một cái stent graft và che động mạch dưới đòn bên trái, bởi vì trong cấp cứu chúng ta không có kịp thời gian để chúng ta làm cấm lại động mạch dưới đòn bên trái, và chúng ta thả một cái stent graft vào zone 2, tức là phía sát phía sau của động mạch cảnh chung trái. Kích thước của stent graft thì được lựa chọn dựa theo cái kích thước của động mạch chủ, nhưng mà chúng ta lưu ý là chúng ta không được oversize, tức là không chọn lựa cái stent graft quá lớn so với đường kính động mạch chủ, chỉ dưới 10% để cho nó không rách thêm cái thành của động mạch chủ vốn đang rất là mỏng manh. Và sau đó thì là đặt thêm hai cái stent ngoại vi vào động mạch chậu để có thể mở được cái lòng giả ở động mạch chậu ra, lòng thật của động mạch chậu ra. Đây là khi chúng ta đưa stent graft lên quay động mạch chủ. Và chúng ta thả stent xuống. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta đã che được cái ngõ vào và chúng ta không thấy có endolith, không thấy giò cạnh ống ghép vào trong cái lòng giả nữa. Và quay xuống dưới động mạch chậu thì sao? Động mạch chậu bên phải đây là tắc. Và sau đó thì chúng ta đặt những cái chân, những cái limb extension vào trong động mạch chậu chung bên phải. Chúng ta tái lập lại dòng của bên phải. Với kết quả sau đó thì tốt về mặt lâm sàng, thì chân bệnh nhân ấm trở lại. Và đây là cái CT kiểm tra sau đó một tháng với động mạch mạc treo tràng trên bây giờ xuất phát lại vào lòng thật, và động mạch chậu chung bên phải đã được thông thương tốt, bệnh nhân lâm sàng ổn định. Cũng tương tự như vậy, một trường hợp nam 52 tuổi có bóc tách tiếp B, thì bóc tách này cũng từ động mạch dưới đòn bên trái đi xuống động mạch chậu hai bên. Bệnh nhân này cũng có một cái tắc của động mạch mạc treo tràng trên. Và bệnh nhân bị vào viện với triệu chứng đau bụng, chủ yếu bệnh nhân này vào viện với triệu chứng tiêu hóa. Thì ở đây chúng ta thấy là động mạch mạc treo tràng trên đã bị tắc, huyết khối đầy trong đấy, cũng như chỗ bóc tách lan xuống rất là xa. Và nếu trường hợp này chúng ta không xử trí kịp thời thì bệnh nhân sẽ bị hoại tử ruột và bệnh nhân sẽ tử vong trong bệnh cảnh sốc nhiễm trùng nhiễm độc. Như vậy cái kế hoạch là che một phần của động mạch dưới đòn bên trái và dùng hai cái stent graft để có thể nối xuống che được các cái lỗ vào. Bệnh nhân này không chỉ có một lỗ vào nguyên phát mà còn những cái lỗ vào thứ phát xuống dưới gần tới động mạch thân tạng. Đây là các cái hình ảnh trong khi can thiệp trước và sau khi can thiệp. Chúng ta thấy lòng thật đã mở ra, lòng giả đã đóng lại. Và đây là kiểm tra sau đó. Ngay sau khi can thiệp, chúng ta thấy là động mạch mạc treo tràng trên đã bắt thuốc. Và đây là cái kiểm tra sau một tháng. Chúng ta thấy rõ ràng là động mạch mạc treo tràng trên đã hiện hình rất là tốt. Cũng như là lòng giả chúng ta đã được huyết khối. Chúng ta đạt được cái mục đích điều trị đối với bệnh nhân này. Như vậy thì đối với những trường hợp cấp cứu, chúng ta lưu ý những điều gì? Thứ nhất là đây là tình huống rất là khẩn cấp.
bệnh nhân thường có huyết động không ổn định, chúng ta có thể sử dụng cái bóng đặt nội mạch động mạch chủ để bệnh nhân ổn định trong khi chúng ta làm các chẩn đoán cần thiết. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong cũng như là biến chứng vẫn còn rất là cao. Cái phương pháp điều trị nội mạch có thể giúp chúng ta mở ra được các cái mạch máu bị đóng trong trường hợp bóc tách. Thì trên thế giới có một cái nghiên cứu là nghiên cứu IMPROVE, là cái nghiên cứu mà randomized control trial, tức là những bệnh nhân bị vỡ phần động mạch chủ bụng vỡ, người ta phân nhóm ngẫu nhiên vào hai nhóm, một nhóm phẫu thuật và một nhóm can thiệp. Thì kết luận của nó là đối với trường hợp cấp cứu như vậy thì can thiệp nội mạch có ưu thế hơn, bởi vì các cái kết quả ngắn hạn ở trong bệnh viện tốt hơn cũng như là chi phí ít hơn. Cái tình huống thứ ba chúng tôi muốn đề cập đến là những tình huống có động mạch chủ dễ bị tổn thương. Như vậy những tình huống nào là động mạch chủ dễ bị tổn thương? Như bác sĩ Vũ Hoàng Vũ hồi nãy có trình bày, đó là những trường hợp có hội chứng động mạch chủ cấp, bóc tách động mạch chủ cấp, máu tụ nội thành, những trường hợp có loét xuyên thành và những trường hợp chấn thương động mạch chủ. Như vậy thì những trường hợp này chúng ta cần phải làm như thế nào để cho cái tổn thương nó không có lan rộng hơn? Đây là bệnh nhân nam 46 tuổi, có một cái máu tụ nội thành động mạch chủ và chúng ta thấy có một ổ loét xuyên thành ở động mạch chủ ngực xuống và rất gần với lại là động mạch dưới đòn bên trái. Đây là CT và đây là hình tái tạo. Chúng ta thấy cái ổ loét nó nằm ngay sát phía sau của động mạch dưới đòn bên trái đây. Và khi chúng ta làm sao che được cái phần này và không gây tổn thương thêm, thì chúng ta cũng có thể làm một cái cầu nối dưới đòn bên trái, động mạch cảnh trung trái, và chúng ta thả cái stent graft sát vào động mạch cảnh trung bên trái. Nhưng mà chúng tôi chọn một cái giải pháp có thể là nó nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân, tránh được một cuộc mổ bằng cách lên một cái kế hoạch như thế này. Thì với cái ổ loét ở sát ở vùng này, do cái vùng này từ ổ loét cho đến động mạch dưới đòn bên trái rất là ngắn, không đủ cho cái vùng hạ đặt, cho nên chúng tôi làm một cái khoét cửa sổ ở trên bàn phòng thủ thuật. Đây là cái stent graft, chúng ta bung nó ra trước trên bàn, chúng ta khoét một cái lỗ và sau đó chúng ta may đánh dấu bằng một cái sợi đầu dây kim loại của cái gai quai lên đây, và chúng ta lại đưa lại cái stent graft vào trong lòng của cái dụng cụ. Và sau khi chúng ta điều chỉnh để cho cái mốc của cái vòng kim loại đó nằm ở vị trí cao nhất, tức là tương ứng với chỗ chụp mà chúng ta thấy động mạch dưới đòn trái, thì chúng ta thả stent graft. Như vậy stent graft chúng ta che lên tới động mạch dưới đòn, tới động mạch cảnh phía sau động mạch cảnh trung trái, và động mạch dưới đòn trái chúng ta vẫn còn được bảo tồn ở đây. Và đây là cái kết quả kiểm tra sau một tháng. Và chúng ta thấy được rằng là cái cửa sổ chúng ta ở đây và động mạch dưới đòn trái được bảo tồn. Như vậy cái stent graft thế hệ mới nó có những cái ưu điểm, tức là cái đầu nose cone này nó ngắn hơn, cái dụng cụ này nó mềm mại hơn, cũng như là các cái cơ cấu để bung cái đầu stent ra nó nằm phía trong của miếng graft, cho nên nó rất là thích hợp cho các cái trường hợp mà động mạch chủ dễ bị tổn thương. Và đặc biệt là với cái cách thả của các dụng cụ cũ, thì chúng ta sẽ thả cái dụng cụ phía trước của chỗ tổn thương khoảng chừng 1 cm, chúng ta bung dụng cụ ra hai stent và chúng ta lùi xuống rồi chúng ta chụp kiểm tra. Thì lúc đó khi cái động tác kéo cái stent xuống như vậy có thể làm tổn thương cái thành động mạch chủ, khi mà động mạch chủ nó quá mỏng manh như vậy. Và đối với cái stent graft thế hệ mới thì chúng ta có ưu điểm là chúng ta sẽ đưa cái stent graft lên ngay tại vị trí mà chúng ta cần bung stent, và chúng ta bung ra và stent graft được bung rất là chính xác. Chúng ta không cần phải di chuyển cái đầu stent graft, như vậy sẽ tránh được các cái tổn thương của thành động mạch chủ. Như vậy chúng ta có thể có những cái nhận định gì? Thứ nhất là thời gian chúng ta làm stent graft là nào tối cái thời gian mà gọi là tối ưu nhất, đó là trong thời gian bán cấp. Thì như hồi nãy bác sĩ Vũ có nói, đó là thời gian từ 14 ngày cho tới 6 tháng sau khi chúng ta bị bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ. Bởi vì nếu chúng ta làm trong 2 tuần đầu thì cái lớp nội mạc còn rất là mỏng manh và chúng ta có thể gây nên cái tổn thương thêm, nó gọi là sine, và bóc tách ngược chiều lên động mạch chủ ngược lên. Đây là một cái biến chứng rất là nguy hiểm. Cho nên nếu như bệnh nhân không có một cái bóc tách không có biến chứng,
thì chúng ta cái thời gian làm tốt nhất là từ 2 tuần cho tới 6 tháng sau khi bệnh nhân bị cơn đợt cấp. Thứ hai là khi chúng ta chọn cái kích thước của stent graft, chúng ta phải làm sao để chọn kích thước không quá là lớn, nó chỉ lớn hơn tối đa là 10% so với kích thước động mạch chủ thôi. À, khi chúng ta đặt dụng cụ thì chúng ta dùng những dụng cụ mới và chúng ta làm sao cố gắng tránh tối đa việc di chuyển dụng cụ trong khi chúng ta thả dụng cụ. Và cuối cùng đây là cái tình huống mà chúng tôi cũng rất là quan tâm, bởi vì gần đây có vẻ như cái bệnh lý nhiễm trùng của tim cũng như của động mạch chủ nó tăng lên. À, thì đó là những cái trường hợp túi phình nhiễm trùng. Chúng ta cũng biết là bệnh lý phình động mạch chủ có thể là do mảng xơ vữa, nhưng mà cũng có thể là do nhiễm trùng, và những cái nhiễm trùng này nó trên một cái vị trí khu trú trên thành động mạch chủ, và nó sẽ tạo những cái ổ loét xuyên thành và nó sẽ gây vỡ. Đây là bệnh lý hiếm, 60% là ở dưới thận, và các cái tác nhân thường gặp nhất là Salmonella, là Staphylococcus, Streptococcus hoặc E. coli. Những cái yếu tố nguy cơ mà làm cho cái phẫu thuật này nó nặng nề hơn, đó là bệnh nhân lớn tuổi, các cái nhiễm trùng không phải Salmonella, hoặc là nó đã bị vỡ, hoặc là cái tổn thương này là tổn thương trên thận. Đây là ca lâm sàng bệnh nhân 64 tuổi, có một cái phình động mạch chủ bụng nhiễm trùng, và động mạch chủ bụng khá là ngắn, với đường kính từ phía dưới của động mạch thận bên trái so tới cái chỗ chia đôi của động mạch chủ chỉ có 84mm thôi. Và đặc biệt là cái chỗ mà chia đôi động mạch chủ có kích thước nhỏ 16mm như hình chúng ta thấy ở đây. Và đây là cái hình tái tạo. Ở đây bệnh nhân có hai cái ổ phình nhiễm trùng, một ổ ở động mạch chủ bụng và một cái động mạch chủ trung bên trái. Và trường hợp này chúng ta cũng có thể phẫu thuật, nhưng mà phẫu thuật nó sẽ rất là phức tạp, bởi vì chúng ta phải dùng một cái đoạn homograft lấy từ người chết, và chúng ta có thể nối đi qua cái vùng nhiễm trùng này, bởi vì nếu chúng ta sử dụng cái graft thông thường thì cái nguy cơ bị nhiễm trùng graft sau khi mổ là rất là cao, và như vậy tăng tỷ lệ tử vong lên. Một cái giải pháp khác là chúng ta sử dụng stent graft. Thì từ năm 1994, những cái ca đầu tiên mà điều trị stent graft cho trường hợp phình động mạch chủ bụng nhiễm trùng đã được báo cáo với kết quả khá là tốt. Đây là cái kế hoạch chiến lược. Thì chúng tôi sử dụng một cái stent graft chữ Y với cái hai cái chân khá là nhỏ, hai chân khoảng 11 và 13 để thả vào một cái động mạch chủ nó chật chội như vậy. Đây là trước và đây là sau khi chúng ta hoàn tất thủ thuật. Và đây hoàn tất thủ thuật chúng ta thấy là hai cái chân. Slide cuối. Nhưng mà chúng ta cũng không quên là đối với phình động mạch chủ bụng nhiễm trùng thì chúng ta còn giải pháp nữa là chúng ta dùng cái homograft như chúng này chúng ta có trình bày lúc nãy. Đây là cái đoạn động mạch chủ lấy từ người cho chết não. Chúng ta lấy ra cùng với lại khi chúng ta lấy tim, lấy phổi, lấy gan cho cái để ghép tạng, và khi chúng ta bộc lộ ra đây chúng ta sẽ cắt cái đoạn động mạch chủ bị phình và chúng ta thay bằng cái đoạn homograft. Như vậy thì đối với những trường hợp phình động mạch chủ nhiễm trùng, chúng ta thấy rằng bên cạnh phẫu thuật mở thì phẫu thuật gọi là thì cái thủ thuật đặt stent graft động mạch chủ bụng cũng là một cái phương pháp có thể khả thi. Và đối với bệnh nhân sau khi làm xong thì chúng ta cần phải cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh suốt đời. Như vậy chúng tôi xin tóm lại, chúng tôi hôm nay trình bày một số cái tình huống lâm sàng có thể là hiếm, có thể là hơi khó xử lý, có thể là có những cái tình huống đặc biệt so với những bệnh lý khác. Thì chúng tôi có một số cái nhận định cũng như kết luận là những cái bệnh nhân có nguy cơ cao khi chúng ta làm cái can thiệp nội mạch thì cần một cái tiếp cận toàn diện, và chúng ta cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi chúng ta thực hiện. Thứ hai là cái kết quả thì thường là cũng khá là khả quan nếu mà chúng ta tuân thủ theo tất cả các cái trình tự của phương pháp cũng như là tính tới các cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân. Và cuối cùng chúng ta cũng phải ghi nhớ trong đầu là bên cạnh cái can thiệp thì phẫu thuật luôn luôn là cái tiêu chuẩn vàng, và chúng ta có thể làm phẫu thuật trong những trường hợp không có chống chỉ định. Tôi xin hết. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Định.
Có lẽ là bây giờ mình chưa có câu hỏi gì cho một cái bài trình bày rất là đặc sắc như thế này. Chúng ta sẽ có khoảng 20 phút sau khi các bài trình bày xong, chúng ta sẽ có câu hỏi. Thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển chủ đề một chút. Thì chúng ta biết là khoảng, nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng năm 1920, khoảng đó, thì tình cờ người ta phát hiện được các thuốc chống đông kháng vitamin K. Và chúng ta biết là từ đó đến nay vitamin K đã cùng cái y giới đi qua xuyên một thế kỷ. Tuy nhiên từ vào và tuy nhiên cái thuốc này nó cũng có một số cái biến chứng. Và từ năm 2010, cái thuốc dabigatran lần đầu tiên được FDA công nhận, thì lúc đó một loạt các thuốc khác đã đưa ra đời. Và bao giờ các hãng cũng khuyến cáo là thuốc này, những thuốc DOAC hoặc là NOAC này không cần phải xét nghiệm gì, bởi vì cái tính an toàn nó rất là cao. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng chúng ta không thể, chúng ta nghĩ là chắc chắn không thể nào mà có thuốc nào mà cũng không cần xét nghiệm. Tuy nhiên chúng ta cũng chưa biết rõ khi nào thì cần phải xét nghiệm. Thì hôm nay may mắn là có tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Kiều My, trưởng khoa đông máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, thì chúng ta sẽ có cái bài rất là hay là xét nghiệm anti-10A cần thiết sử dụng trong trường hợp nào. Xin mời tiến sĩ Trần Kiều My. Kính thưa quý chủ tọa đoàn cũng như là quý đồng nghiệp, thì thầy vừa nói là may mắn, nhưng mà thực ra là em lại nghĩ là em cũng may mắn là khi có mặt ở đây là để có thể chia sẻ được cùng với lại các đồng nghiệp về cái xét nghiệm mà có thể phục vụ cho các bác sĩ tim mạch. Còn cũng có lẽ là một cái duyên gì đó mà bản thân là một nội chú huyết học, nhưng sau đấy thì lại lấy chồng, một ông chồng là tim mạch ạ. Cho nên là cuối cùng là có lẽ là đưa đẩy đến bây giờ là suốt đời là đi theo để phục vụ, từ xét nghiệm xong rồi thì đến nếu như có chảy máu gì đó ở bệnh nhân thì chắc là lại phục vụ nốt cả chế phẩm nữa. Thế thì ngày hôm nay thì xin được chia sẻ về cái xét nghiệm anti-10A, khi nào chúng ta sử dụng. Thì ở đây thì xét nghiệm anti-10A thì chưa được thật sự là quá phổ biến ở nhiều nơi, ở nhiều bệnh viện, mà chúng ta vẫn hay sử dụng thường xuyên là dùng APTT để theo dõi cho các bệnh nhân sử dụng heparin. Thế nhưng mà tuy nhiên thì là bản thân cái anti-10A này nó cũng có rất là nhiều các cái tác dụng khi mà mình theo dõi cho các cái thuốc chống đông, không những là heparin cũng như là cả các thuốc chống đông thế hệ mới đường uống. Và cái người sử dụng thuốc chống đông nhiều nhất thì vẫn là bệnh nhân tim mạch, hay nói cái khác là các bác sĩ tim mạch thì lại là khách hàng lớn của bên huyết học ạ. Vâng, thế thì ở đây thì chúng ta nhìn lại cái thuốc điều trị kháng đông ở trên thị trường chúng ta hiện nay đang có. Thì với heparin thì chúng ta có heparin standard cũng như là heparin sản lượng phân tử thấp. Và các thuốc kháng vitamin K thì nó đánh vào rất là nhiều khâu của quá trình đông máu. Nhưng mà riêng các cái thuốc heparin ấy, thì nó sẽ đánh vào hoặc là 10A hoặc là 2A. Thì ở đây với các cái nhóm mà người ta gọi là nhóm giống như heparin ấy, thì gồm có heparin standard, heparin sản lượng phân tử thấp và fondaparinux. Nhóm ức chế thuốc ức chế yếu tố 10A thì nó sẽ gồm có rivaroxaban, apixaban, endoxaban, và ức chế 2A là dabigatran. Và với cái nhóm gọi là giống heparin này thì người ta sử dụng hoặc là APTT hoặc là anti-10A để theo dõi, trong khi nhóm vitamin K cổ điển thì chúng ta vẫn sử dụng PT và INA. Và với nhóm dabigatran thì chúng ta sẽ sử dụng hoặc là cái thời gian trộn thrombin hoặc là cái ECT. Thế thì ở đây với cái xét nghiệm mà chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng để theo dõi heparin là APTT thì nó sẽ sử dụng khi nào và anti-10A sử dụng khi nào? Với APTT thì sẽ sử dụng để theo dõi khi mà sử dụng heparin standard. Có đôi gọi là có một đôi lúc thì người ta sẽ sử dụng để xem tiên lượng khả năng chảy máu đối với lại bệnh nhân đang sử dụng dabigatran như thế nào. Ví dụ như là cái APTT ở cái thời gian đáy mà nó trên 2,5 lần so với trứng thì đấy là cái nguy cơ chảy máu cao. Nhưng mà ngoài ra thì nó có thể có tác dụng theo dõi điều trị xem là mình đã phục hồi lại được cái thời gian đông máu của bệnh nhân hay chưa. Với anti-10A thì nó là một cái xét nghiệm đơn thuần đối với lại theo dõi thôi. Theo dõi, có thể theo dõi cả heparin standard, trọng lượng phân tử thấp, rồi các cái thuốc kháng đông thế hệ mới đường uống ở trong nhóm sa băng. Còn trong khi đó thì APTT thì nó lại là còn có một nhiệm vụ khác, đấy chính là test chẩn đoán.
Ở đây thì người ta sẽ sử dụng APTT để gợi ý chẩn đoán trong những cái trường hợp mà bệnh nhân hemophili chẳng hạn, thì là APTT sẽ kéo dài, hoặc là bệnh nhân có ức chế yếu tố đông máu, hoặc là bệnh nhân lupus có kháng đông. Thế như vậy là ngoài câu chuyện là sử dụng để theo dõi thuốc thì APTT đôi khi nó sẽ có những cái vấn đề như là thiếu yếu tố hay là kháng đông lupus, nó sẽ làm cho cái xét nghiệm nó cho các cái kết quả khác đi. Và nếu như chúng ta không nắm được hoàn toàn đầy đủ các cái bệnh sử hoặc là có những cái trường hợp tiến triển thì chúng ta sẽ có thể là sẽ bỏ sót cái chẩn đoán của bệnh nhân. Thì xin được nhắc lại một chút về cơ chế đông cầm máu với cái khởi động bằng con đường nội sinh, con đường ngoại sinh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sản phẩm tạo ra là cái sợi fibrin ấy, thì tất cả cái yếu tố màu đỏ là yếu tố đích của heparin standard. Trong khi là heparin trọng lượng phân tử thấp thì nó chỉ đánh vào 10A thôi. Và các yếu tố màu tím thì là đích của kháng vitamin K. Ở đây với cơ chế tác động của heparin thì xin được nhắc lại một chút là heparin nó phải tác động thông qua antithrombin 3. Nó là một cái yếu tố chống đông sinh lý trong cơ thể của chúng ta. Và khi mà nó gắn vào antithrombin 3 này thì nó sẽ khuếch đại cái khả năng của antithrombin 3 rất nhiều lần, là gồm có ức chế cả yếu tố 10A cũng như là 2A để bất hoạt toàn bộ các yếu tố đông máu trong cơ thể đã được hoạt hóa, cho nên là nó có tác dụng ức chế đông máu rất là mạnh. Và heparin thì nó có hai loại, hoặc là heparin standard hoặc là heparin trọng lượng phân tử thấp, thì cái đích ngắm nó hơi khác nhau một chút. Ở đây chúng ta thấy rằng với heparin standard thì nó sẽ gắn cả với thrombin và yếu tố 10A. Do đó cho nên cái khả năng ức chế cả 10A và 2A nó lại bằng nhau là 1:1. Với heparin trọng lượng phân tử thấp thì nó chỉ gắn với yếu tố 10A thôi, cho nên là nó sẽ đặc hiệu hơn đối với lại cái đích ngắm của nó, và xét nghiệm nó sẽ gọi là dễ khu trú hơn, đỡ bị nhiễu hơn. Và khi sử dụng heparin với hai cái loại này thì với heparin standard thì chắc chắn là phải có theo dõi rồi. Với Lovenox thì vẫn khuyên cáo là không phải theo dõi, nhưng mà tuy nhiên có một số đặc điểm, một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta vẫn phải theo dõi. Đó là những cái trường hợp ví dụ như là bệnh nhân quá cân, suy thận, phụ nữ mang thai, rồi sơ sinh, hoặc là những trường hợp mà bất thường chảy máu huyết khối trong thời gian điều trị chẳng hạn. Và chính vì là heparin standard nó có những cái vấn đề nhiễu như là ở trên tôi đã nói, cho nên là nó sẽ có thể làm cho chúng ta có những cái dự báo sai với bệnh nhân. Tôi lấy ví dụ một bệnh nhân suy thận, khi mà tiến hành song song đồng thời cùng với cái chuyện là làm APTT cũng như anti-10A, thì thấy cái hoạt độ anti-10A là nó trên 1. Và lúc đấy thì là chúng tôi cảnh báo rằng là cái này sẽ có thể quá liều và sẽ nên dừng cái heparin lại. Thế nhưng mà APTT thì các bác sĩ nói rằng là vẫn đang ở trong cái giới hạn có thể theo dõi được, vẫn thể có thể dùng liều tiếp theo được. Và sau đấy thì vẫn tiếp tục dùng theo guideline bình thường. Và cái hậu quả là sau 2 tiếng sau thì bệnh nhân bắt đầu chảy máu. Cái này là bệnh nhân thực tế tại Đà Nẵng trong cái đợt COVID vừa rồi đấy. Và đấy cũng là một cái minh chứng để cho thấy rằng là cái anti-10A nó có đặc hiệu hơn. Và chính vì vậy mà người ta đặt ra vấn đề là liệu mình có nên thay APTT bằng anti-10A hay không. Đương nhiên APTT nó cũng có lợi thế của nó. Lợi thế đấy chính là giá thành rẻ, và các cái labo thì triển khai rất là đều rồi. Cho nên là bây giờ nếu mà triển khai một cái xét nghiệm mới thì cũng có những cái labo người ta sẽ dễ là ngại. Nhưng mà tuy nhiên là với các cái máy đông máu hiện tại của chúng ta hiện nay thì cái sự gọi là cài đặt để mà chạy được một xét nghiệm này thì hoàn toàn không khó. Nó chỉ có mỗi một cái là giá thành thôi ạ. Giá thành thì với APTT thì nó chỉ có mấy chục ngàn, trong khi anti-10A thì là hơn 200 ngàn. Và chính vì vậy cho nên đôi lúc là các bác sĩ cũng sẽ phải lăn tăn một chút về cái chuyện là mình sẽ sử dụng khi nào. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà nói về mặt khoa học mà nói thì anti-10A nó có độ đặc hiệu hơn, chính xác hơn APTT, và nó không bị ảnh hưởng đến những cái yếu tố ví dụ như là kháng đông lupus, hoặc là nồng độ các cái protein trong phản ứng viêm, hoặc là rất là nhiều, còn một số những cái vấn đề như là thiếu yếu tố đông máu chẳng hạn. Cả hai cái xét nghiệm này thì nó cũng đều có những cái nhược điểm. Ví dụ như là APTT thì như tôi nói ban nãy là nó có nhiều nhược điểm, đặc biệt là trong trường hợp có ức chế yếu tố đông máu, hoặc là thậm chí là nồng độ yếu tố đông máu trong cơ thể cao quá hoặc thấp quá nó cũng gây ra ảnh hưởng đến APTT. Và anti-10A thì nó ảnh hưởng bởi cái chuyện là lipid máu tăng cao. Ở đây thì về gần như là tương đương với nhau ở hai cái xét nghiệm này nếu như chúng ta sử dụng xét nghiệm APTT cũng như là anti-10A. Vì sao? Bởi vì là đều có qua nguyên lý quang cả. Đó là ở cái việc đó thì mình sẽ dựa vào các cái lab để mình có thể căn chỉnh được và mình có thể theo dõi được cho bệnh nhân. Thế về nguyên lý xét nghiệm của anti-10A thì khi mà anti-10A nó sẽ bị gắn với lại heparin, và do đó mà nó sẽ chỉ còn lại những cái phần cái yếu tố 10A tự do ở trong
trong máu thôi, và lúc đó thì các yếu tố này nó sẽ bị được gắn với các chất tạo màu, và người ta sẽ đo được cái chất tạo màu đó. Như vậy là khi mà càng có nhiều cái yếu tố 10A còn sót lại trong máu, cũng có nghĩa là lượng heparin hiệu quả rất là thấp trong cơ thể. Và chính vì vậy cho nên là người ta đã đặt ra cái đích của anti 10A trong khi theo dõi heparin này, nó là từ 0,3 cho đến 0,7 đơn vị trên ml. Theo khuyến cáo của CHEST 2001 thì APTT ở các cái lab người ta cũng sẽ có cái điều chỉnh liều lượng heparin ở các cái lab về thuốc thử vân vân. Đây, cái này đơn thuần kỹ thuật thôi, thì là làm thế nào để cho cái nồng độ kháng 10A của heparin nó cũng đạt từ 0,3 đến 0,7 đơn vị trên ml, thì có nghĩa rằng là bệnh nhân này là đạt với cái mức điều trị của bệnh nhân. Và với khi mà người ta thử lấy cả xét nghiệm cả APTT cũng như là anti 10A ở cái bệnh nhân đang dùng heparin, thì người ta xác định xem là liệu nó có tương quan với nhau hay không. Thì ở đây chúng ta thấy là có những cái đoạn cái thời gian APTT theo giây ạ, có thể lên khá là cao. Trong khi anti 10A thì mình theo cái cục chụp này ạ, thì mình thấy rằng là có cái phần tương quan tương ứng ở cái mức anti 10A 0,3 cho đến 0,7 thì bệnh nhân hoàn toàn không phải chỉnh liều. Nhưng nếu mà trong trường hợp anti 10A vượt lên trên 0,7 rồi thì lúc đấy phải chỉnh liều. Thì như thế là ở đây có những cái trường hợp mà anti 10A vượt lên trên 0,7 nhưng mà vẫn có cái APTT nằm trong giải bình thường, hoặc là ngược lại, khi mà APTT nằm ở cái giải mà thấp hơn so với ngưỡng bình thường, mình tưởng rằng là phải tăng liều, nhưng mà thực tế là cái hoạt độ nó đã đạt được cái mức điều trị rồi thì hoàn toàn không phải tăng liều. Và chính vì vậy cho nên người ta thấy rằng là anti 10A được coi là đặc hiệu hơn để theo dõi cho heparin, kể cả heparin standard lẫn heparin trọng lượng phân tử thấp. Một cái nghiên cứu khác năm 2017 cũng cho thấy rằng là cái phù hợp thực sự giữa cái ngưỡng 0,3 đến 0,7 cũng như là cái thời gian APT cho phép, nó thực sự nó chỉ nằm trong cái khoảng này, là chỉ khoảng độ tầm 60% tất cả, chứ nó không phải là đạt được đến cái mức tương quan hoàn toàn tuyến tính. Đây là cái nghiên cứu khác của Mayo Clinic 2018 cũng cho thấy cái sự chênh lệch nhau giữa anti 10A và APTT. Và hạn chế của APTT chính là cái việc câu chuyện là kháng thể kháng phospholipid, yếu tố đông máu, hoặc là những cái tình huống suy gan, và đặc biệt là thiếu antithrombin 3, mà antithrombin 3 này thiếu mắc phải trong những cái trường hợp bệnh nhân có nhiễm trùng, thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là cái liều thuốc cũng như là cái APTT nó sẽ bị thay đổi. Và khi người ta tính đến cái nồng độ thuốc để có thể được đạt liều, ở đây thì người ta thấy là tỷ lệ mà bệnh nhân đạt liều điều trị kháng đông mà theo dõi theo anti 10A thì cao hơn hẳn so với lại khi mà mình theo dõi bằng APTT. Một cái nghiên cứu công bố năm 2016 thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân sử dụng anti 10A để theo dõi với heparin standard ấy, thì cái phải truyền máu, cái lượng máu phải truyền cho bệnh nhân là thấp hơn hẳn, bởi vì là người ta đã dự báo được cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân. Cũng như là một nghiên cứu khác năm 2011 thì thấy so sánh giữa hai cái nhóm bệnh nhân thì thấy rằng là nếu mà sử dụng anti 10A thì cái thời gian nằm viện là ngắn hơn, bởi vì là các cái biến chứng theo dõi thì nó được sát hơn so với lại cái nhóm mà không sử dụng anti 10A để theo dõi. Nghiên cứu năm 2020 thì cho thấy rằng là khi mà người ta so sánh giữa 103 bệnh nhân sử dụng APTT cũng như 100 bệnh nhân sử dụng anti 10A để theo dõi như thế này, thì cũng thấy rằng là các cái bệnh nhân sử dụng APTT thì có nhu cầu truyền máu cao hơn so với những bệnh nhân khác, bởi vì là cái theo dõi nó không được chặt chẽ. Và như vậy là nếu như mà để sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp thì người ta cũng sẽ khuyến cáo rằng là sẽ phải xét nghiệm, nếu như là dùng liều điều trị, nếu dùng liều điều trị thì mình sẽ xét nghiệm sau khoảng 4 đến 6 giờ sau khi tiêm, nếu như mà dùng liều một lần một ngày. Đương nhiên là thế này, đương nhiên là khuyến cáo của Lovenox trọng lượng phân tử thấp vẫn là không phải theo dõi, nhưng nếu giả dụ bệnh nhân mà có cái biến chứng gì đó xảy ra thì lấy sau cái mức tiêm 4 đến 6 giờ thì là cái mức đỉnh của cái nồng độ thuốc, thì lúc đấy thì mình có thể theo dõi được chính xác với cái nồng độ thuốc này. Và theo dõi đặc biệt hơn cả là bệnh nhân suy thận, thì khi mà sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp ở bệnh nhân suy thận thì người ta thấy rằng là có cái chỉ định theo dõi anti 10A ở đối tượng suy thận nặng cũng như là trung bình, và nó chính xác hơn so với lại APTT. Với khuyến cáo vẫn là gì ạ? Khi mà sử dụng heparin standard thì phải có theo dõi cả APTT, anti 10A và đặc biệt là số lượng tiểu cầu, để tránh cái chuyện là bệnh nhân có giảm tiểu cầu do heparin. Và giảm tiểu cầu do heparin thì sẽ được theo dõi từ ngày đầu sau 5 ngày cho đến 14 ngày khi sử dụng heparin
với điều kiện là bệnh nhân chưa hề có tiền sử dụng heparin lần nào. Còn nếu như bệnh nhân đã từng có tiền sử dụng heparin thì hoàn toàn có thể có cái tình trạng này ngay khi chúng ta bắt đầu điều trị lại heparin. Với heparin trọng lượng phân tử thấp thì người ta chỉ sử dụng cái xét nghiệm anti 10A khi mà bệnh nhân có trường hợp có nguy cơ chảy máu cao chẳng hạn. Và xét nghiệm với số lượng tiểu cầu thì với những trường hợp mà chúng ta sử dụng heparin khi mà điều trị DIC thì chúng ta sẽ phải theo dõi dày hơn. Nhưng mà nếu mà xét nghiệm để với cái mục đích là xem có giảm tiểu cầu do heparin không thì cái tỷ lệ giảm tiểu cầu do heparin ở bệnh nhân sử dụng Lovenox thì thấp hơn rất nhiều so với lại bệnh nhân sử dụng heparin standard. Vì vậy cho nên là CHEST 2012 cũng đưa ra cái khuyến cáo là với heparin, khi mà sử dụng heparin standard thì người ta sẽ điều trị, người ta sẽ chỉnh cái liều hoạt tính anti 10A giữa heparin standard và heparin trọng lượng phân tử thấp là đều được xét nghiệm là từ 3 đến 6 giờ, 4 giờ sau tiêm 2 lần một ngày hoặc là 4 đến 6 giờ sau tiêm đến một tiêm một lần một ngày. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái hoạt tính anti 10A cho phép ở cả hai cái loại heparin sử dụng. Thì với heparin standard thì là điều chỉnh từ 0,3 đến 0,7 đơn vị trên ml. Còn với heparin trọng lượng phân tử thấp thì người ta thường là người ta sẽ điều chỉnh cố gắng dưới 1,5 lần, dưới 1,5 đơn vị anti 10A trên ml. Ở đây thì có cái bảng hướng dẫn cho chúng ta là khi nào chúng ta phải chỉnh liều như nào. Ví dụ với liều 0,3, 0,7 thì chúng ta không phải chỉnh liều. Nhưng mà nếu nó tăng lên thì chúng ta sẽ giảm liều thuốc đi. Hoặc là nếu như mà cái thời gian này nó ngắn lại, chúng ta sẽ phải sử dụng liều thuốc tăng lên. Tương tự thì đây là có cái hướng dẫn đối với anti 10A khi mà chúng ta sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp. Và ở đây cũng là một cái bảng hướng dẫn tương tự như vậy để chúng ta có thể áp dụng là tăng liều hay là chỉnh liều theo cái nồng độ anti 10A. Với các cái thuốc chống đông thế hệ mới đường uống thì anti 10A được sử dụng đối với các thuốc ức chế trực tiếp yếu tố 10A. Ở đây thị trường Việt Nam chúng ta có rivaroxaban. Và cái thuốc này thì nó ức chế trực tiếp cái yếu tố 10A, có khả năng chọn lọc khá là cao. Ở đây thì với hai cái loại thuốc thị trường chúng ta đang có là rivaroxaban và dapigliflozin là ức chế 2A thì chúng ta cũng đã có được đầy đủ các cái thông tin về thời gian thanh thải cũng như là tương tác của thuốc vân vân và nồng độ thuốc. Với các cái xét nghiệm chúng ta có trong tay là APTT chẳng hạn hay là PT thì người ta khuyến cáo luôn là không thể dùng PT và APT để ước lượng nồng độ thuốc trong máu. Người ta chỉ có thể sử dụng để khuyến cáo rằng là nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân nếu như mà thấy PT và APTT kéo dài mà thôi, chứ nó không có tương ứng với nồng độ thuốc ở trong cơ thể. Và vì vậy cho nên là người ta cũng phải, khi mà sử dụng các cái thuốc chống đông thế hệ mới đấy, thì nó sẽ đặt ra những câu hỏi là mình sẽ lựa chọn cái thuốc hoặc là định lượng cái thuốc như thế nào cho tối ưu với bệnh nhân. Hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân có nhiều yếu tố phức tạp trong thực tế lâm sàng, hoặc là mình muốn là giám sát và tuân thủ điều trị của bệnh nhân, thì chúng ta vẫn phải làm xét nghiệm cho những cái bệnh nhân sử dụng các cái DOAC này. Và khi mà mình đo các cái nồng độ thuốc này thì sẽ có cái thời gian đỉnh cũng như thời gian đáy của thuốc. Và tương tự với cái nồng độ thuốc tương ứng như thế này thì mình cũng sẽ có các cái xét nghiệm để mình đo tương ứng. Ở đây thì hiện tại ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì chúng tôi đã tiến hành làm cái anti 10A đối với lại cái thuốc rivaroxaban. Cái này thì các quý đồng nghiệp lưu ý là cũng ghi là anti 10A thôi. Nhưng mà vì cái bản chất, cái chất calip của nó khác nhau, cho nên là với anti 10A nếu mà mình chỉ ghi chung như thế thì chúng tôi sẽ hiểu rằng đấy là bệnh nhân đang sử dụng heparin. Nhưng mà nếu mình đóng mở ngoặc ra là rivaroxaban chẳng hạn thì chúng tôi sẽ sử dụng các chất calip khác để có thể trả cho mình cái kết quả là cái nồng độ thuốc được quy đổi ra tương đương là bao nhiêu. Vậy thì mình sẽ có con số chính xác hơn là hiện tại nồng độ thuốc ở cái thời điểm bệnh nhân đang điều trị đấy nó tương ứng với mức độ nào để mình biết là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao hay không. Và ở đây thì cái khuyến cáo về nồng độ thuốc trước phẫu thuật thì cũng đã được các cái hiệp hội cầm máu của Pháp đưa ra dựa theo nồng độ thuốc, và cái xét nghiệm này hoàn toàn có thể đáp ứng được cái yêu cầu là mình quy đổi ra nồng độ thuốc để cho các cái bệnh nhân nếu như mà có thể cần trước phẫu thuật, có thể là phẫu thuật vì một lý do nào đó bất khả kháng hoặc là chấn thương vân vân, hoặc là mình cần thiết phải có những phẫu thuật ví dụ như khối u. Đấy là cái mà mình sẽ phải
có cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân dựa trên cái nồng độ thuốc tương ứng. Mặc dù chúng ta biết rằng là cái kháng đông thế hệ mới đường uống thì hoàn toàn có thể ngừng thuốc trước phẫu thuật khá là ngắn, nhưng mà việc nắm rõ nồng độ thuốc thì cũng giúp cho chúng ta có những cái chiến lược tốt hơn cho bệnh nhân. Và vì vậy mà với những cái bệnh nhân sử dụng kháng đông thế hệ mới đường uống thì đương nhiên là chúng ta sẽ theo dõi nếu như bệnh nhân có chảy máu sử dụng trước khi phẫu thuật, hoặc là mình muốn xác định cái ngưỡng điều trị của bệnh nhân, cũng như là mình ở những cái bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân suy thận hoặc là quá béo, quá gầy chẳng hạn. Và quan trọng hơn cả nữa đấy là cái đáp ứng tuân trị của bệnh nhân. Bởi vì thậm chí có những bệnh nhân trên thực tế chúng tôi đã gặp là bệnh nhân thì không có khả năng nhớ được các cái thuốc mình đang dùng, và người nhà thì đôi khi là cũng giao phó cho những người giúp việc chẳng hạn. Thế thì đôi lúc là bệnh nhân cũng không thể nhớ và đã quên thuốc rồi, thì thậm chí lại uống dồn cái liều thuốc tiếp theo. Đấy là những cái rất là đáng tiếc. Nhưng mà nếu như mà mình phát hiện ra bằng cái xét nghiệm nồng độ thuốc thì mình sẽ có phương pháp điều trị chuẩn hơn cho bệnh nhân. Và cuối cùng là những cái bệnh nhân đang sử dụng thuốc DOAC mà có biến chứng huyết khối, thì liệu biến chứng huyết khối này có phải là do mình dùng thuốc không đủ hay là nó còn do một nguyên nhân khác, thì cái xét nghiệm nó cũng có những cái tác dụng để cho chúng ta định hướng đến chẩn đoán cũng như là xử trí cho bệnh nhân. Và cuối cùng thì tôi xin được kết luận là cái xét nghiệm anti-10A với heparin thì thực sự là nó đặc hiệu hơn APTT, và nó sẽ cho chúng ta cái hiệu quả kháng 10A ở bệnh nhân sử dụng heparin tốt hơn là sử dụng cái xét nghiệm APTT. Điều này thì cũng đã được CAP cũng như là ACCP đưa vào hướng dẫn. Và cuối cùng thì với DOAC thì với các cái thuốc mà kháng yếu tố 10A trực tiếp thì cần thiết được sử dụng cái anti-10A trong một số trường hợp đặc biệt mà như tôi vừa nêu trên. Và cũng xin được cảm ơn quý chủ tọa đàn cũng như là quý đồng nghiệp đã theo dõi. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Thị Kiều My cho chúng ta, những người không phải là chuyên khoa huyết học, một cái bài giảng rất là hay. Thì thực sự ra mà nói thì tất cả bác sĩ lâm sàng mà không làm chuyên ngành huyết học thì có lẽ có người nếu mà siêng học cả trăm lần học cái bản về đông máu, các con đường đông máu, nhưng mà học xong khoảng một tuần có quên, thậm chí là học trước quên sau. Rồi cái bài này thì cũng nghe rất là nhiều lần, nhưng mà rồi cuối cùng hôm nay thì nhớ đó, mà không biết mai mốt có quen hay không. Thì cũng cảm ơn tiến sĩ Trần Thị Kiều My, thì chắc cái bài này chúng ta sẽ giữ lại, cái video nếu sẽ giữ lại, cho nên sau này có gì sẽ tham khảo. Tôi có câu hỏi hơi không liên quan đến xét nghiệm một xíu. Tức là trong rất nhiều cái guideline hoặc là những cái bài báo, cái review, người ta nói cái việc mà chúng ta sử dụng APTT hoặc là PT trước mổ để mà tiên đoán cái khả năng chảy máu á, thì hầu như nó không có ý nghĩa gì hết, trừ một số trường hợp là các bệnh nhân có nguy cơ. Còn lại những bệnh nhân khỏe mạnh, không có yếu tố bệnh gan, không có vấn đề gì hết, thì nó hầu như là nó không có khả năng tiên lượng được cái chuyện chảy máu hay không. Chảy máu hay không nó còn phụ thuộc những cái yếu tố khác. Và thậm chí có một số tác giả nói là bỏ cái xét nghiệm thường quy đó đi, thì chắc chắn ở Việt Nam mình thì không dám bỏ, bởi vì nó có thể là mang tính pháp lý. Nhưng mà về mặt chuyên môn thì tiến sĩ Kiều My có thể cho cái ý kiến về cái khuyến cáo mà gọi là khá là mạnh mẽ này. Dạ vâng ạ. Ngay kể cả ở ISTH thì người ta đã làm cái bảng để đánh giá cái mức độ xuất huyết tiền sử ấy, bảng khai tiền sử xuất huyết của bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Thì sau khi chấm điểm xong thì người ta thấy rằng là có khoảng độ 70% thì sẽ có cái tương ứng giữa cái không có tiền sử chảy máu và với cái chuyện là bệnh nhân có cái xét nghiệm bình thường. Nhưng mà tuy nhiên có 30% nữa nó sẽ có sự khác biệt. Khác biệt ở đây là gì ạ? Khác biệt ở đây nó gồm có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là khác biệt thực sự về cái xét nghiệm đối với những cái bệnh nhân ví dụ hemophilia thể nhẹ. Thể rất nhẹ tức là cái nồng độ yếu tố nó không phải là dưới 30% mà nó lơ lửng ở khoảng độ 30-40%, thì hoàn toàn bệnh nhân không có một cái biểu hiện gì cả. Nhưng mà khi mà mổ ấy, thì nó sẽ gây ra cái chuyện là chảy máu lâu cầm. Và đấy là một số những cái trường hợp mà mình sẽ bỏ sót nếu như mình không làm xét nghiệm trước mổ. Trường hợp thứ hai đấy chính là cái chất lượng tiểu cầu. Và cái chất lượng tiểu cầu này thì bệnh nhân đếm số lượng tiểu cầu hoàn toàn bình thường, xét nghiệm đông máu huyết tương hoàn toàn bình thường, nhưng mổ ra vẫn cứ có cái chảy máu. Thế như vậy là người ta sẽ phải phối hợp cả bảng điều tra về tiền sử của bệnh nhân. Và không những là tiền sử đó mà người ta còn phải điều tra thêm luôn cả các cái thuốc bệnh nhân đang sử dụng trước đó. Bởi vì là có thể bệnh nhân hoàn toàn bình thường, nhưng trước đó vì đau quá thì nhỡ làm viên aspirin chẳng hạn, thì rõ ràng là sẽ dẫn đến câu chuyện là bệnh nhân chảy máu. Và chưa kể là những cái thuốc mà chúng ta biết hoàn toàn trên thị trường, mà hiện nay còn có những cái thực phẩm chức năng ạ. Báo cáo với các thầy đơn giản nhất là ancomil đúng không ạ?
dùng dự phòng thôi cũng có thể gây ra cho bệnh nhân cái nguy cơ chảy máu trước phẫu thuật. Vì vậy cho nên theo ý kiến mắt huyết học là cẩn thận cho bệnh nhân cũng như là cẩn thận cho bác sĩ phẫu thuật thì chúng ta đều phải làm xét nghiệm trước khi tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ạ. Một cái câu hỏi nữa là tiến sĩ Kiều My chắc chắn làm rất là nhiều về Rotem. Vậy thì cái giá trị của Rotem á, ngoài như bệnh gan, mấy bệnh khác thì người ta sử dụng rất là nhiều rồi. Tuy nhiên trong tim mạch á, thì tôi đọc thì thấy là cái giá trị rất là cao. Tuy nhiên là trong tim mạch mình thì chưa được sử dụng nhiều so với những cái xét nghiệm APTT và PT. Vậy thì theo tiến sĩ Kiều My thì kinh nghiệm cũng như là có khuyến cáo của mình như thế nào trong cái việc dùng trước, trong và sau mổ như thế nào? Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Cũng rất là may mắn là bản thân Rotem thì là báo cáo với thầy là em là người đầu tiên được tiếp xúc với Rotem ở Việt Nam. Thì bản thân Rotem nó có giá trị rất mạnh trong tất cả những trường hợp phẫu thuật, kể cả chấn thương. Và ngay tại cái lúc mà bệnh nhân có cái chảy máu tại chỗ đó, thì người ta làm Rotem tại chỗ, người ta định hướng luôn là thực sự là đây là chảy máu do thiếu yếu tố hay không và thiếu yếu tố nào để có cái định hướng truyền luôn cho bệnh nhân. Với phẫu thuật tim thì rõ ràng là có cái giai đoạn mà chúng ta sẽ phải dùng heparin đúng không ạ? Và bình thường với các cái phẫu thuật viên vẫn đang sử dụng bây giờ là vẫn là ACT. Và ACT thì nó lại có một cái nhược điểm là nếu như chúng ta trung hòa protamin, dùng protamin để trung hòa heparin thì chúng ta dùng chưa đủ liều, nó cũng gây ra ACT kéo dài. Nhưng nếu chúng ta dùng quá liều protamin, ACT cũng kéo dài. Vậy thì đôi khi có thể sẽ bị nhỡ cái đoạn đó và mình sẽ không phân biệt được đấy là do kéo dài hay không, và chúng ta sẽ có thể quyết định một cái sai lầm làm chúng ta làm cho thêm thuốc. Vậy thì bản thân Rotem nó có cái ưu điểm là nó xác định chắc chắn là mức protamin bao nhiêu là cần thiết để trung hòa và đã đủ hay chưa. Thì đấy là cái thực sự là cũng rất là tiếc nếu như các phẫu thuật viên hoặc là các bác sĩ gây mê chưa quyết định sử dụng Rotem thường quy ở trong phòng mổ. Đấy, và với cái thứ hai nữa đấy là khu vực không phải là ngoại khoa mà là khu vực nội khoa, thì với các cái thuốc thường quy chúng ta đang dùng đây ạ, thì cái Rotem nó chưa bộc lộ rõ cái ưu điểm của nó. Nhưng với các cái trường hợp can thiệp, ví dụ như là bệnh nhân ở ICU sử dụng ECMO chẳng hạn, thì cái Rotem nó cho thấy rõ luôn là cái giai đoạn đó mình nên cần truyền chế phẩm nào và nên làm cái gì tiếp theo. Vâng. Cảm ơn tiến sĩ Cường Nguyên. Sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Khôi. Có lẽ không cần giới thiệu nhiều, tại vì anh Khôi thì chắc các đồng nghiệp chúng ta cũng đều biết, một chuyên gia trong rất là nhiều lĩnh vực. Và cái lĩnh vực mà hôm nay sư Khôi sẽ trình bày với chúng ta đó là lĩnh vực liên quan tới việc chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh trong bào thai và cái chiến lược xử trí. Xin mời giáo sư Khôi. Xin cảm ơn chủ tọa đoàn. Thì từ nãy giờ chúng ta đi những cái bệnh của toàn là người lớn và rất là chuyên sâu. Thì theo tinh thần của NTCC là những xu hướng mới, thì tôi cũng cố gắng tìm ra một cái xu hướng mới để mà trình bày với quý đồng nghiệp. Thì hiện nay cái bài trình bày của tôi là chuyển viện trong tử cung. Thì đây là một cái hướng đi mới, nhiều thử thách cho bệnh tim bẩm sinh nguy cấp ở Việt Nam, thì chúng ta làm được cái gì. Phần trình bày của chúng tôi sẽ có 3 phần. Thứ nhất là dẫn nhập, thứ hai là ca lâm sàng minh họa, và thứ ba là cái vấn đề chúng tôi đặt ra là chuyển viện trong tử cung ở Việt Nam thì chúng ta có cơ hội gì và những cái thách thức như thế nào. Thì chúng ta biết đây là hai cái người khai sinh ra siêu âm tim. Vào năm 1953 thì một bác sĩ Hitler và một cháu của ông Hertz, cũng tên là Hertz, đã sử dụng cái máy để mà quét cái độ nứt trong cái vỏ tàu, vỏ thân tàu của cái hãng đóng tàu Siemens. Và đây là cái máy người ta gọi là spectroscope để mà kiểm tra cái thân tàu. Thì người ta sử dụng cái máy này để bắt đầu trong cái ứng dụng trong siêu âm tim, là lúc đó là cái M1. Cho nên là cái máy đây có thể coi là cái máy siêu âm tim đầu tiên là của hãng Siemens. Và có một loạt các phát triển, thì đặc biệt là năm 1972 thì chúng ta thấy đây là cái hình ảnh mà do bác sĩ Winsberg đã đưa ra. Đây là hình ảnh M1 trên một cái tim thai. Thì chúng ta thấy năm 1972 là khá là xa rồi. Tuy nhiên gần đây thì có một cái số bài báo người ta chứng minh là ở Trung Quốc năm 1964 có ông Quân, bác sĩ Quân đã sử dụng cái siêu âm tim này cho siêu âm tim bào thai. Tuy nhiên lúc đó thì ông sử dụng, ông viết bằng tiếng Trung Quốc.
cho nên người ta không biết. Nhưng mà bây giờ người ta chứng minh là cái người mà đầu tiên có thể là ông Quang vào năm 1964. Vậy thì cái việc cải thiện của cái hình ảnh tim mạch trong siêu âm tim thì chúng ta thấy cùng với sự phát triển của vật lý, của công nghệ cũng như cái kiến thức của lâm sàng và kỹ năng của chúng ta, và đặc biệt là việc ra đời các quy trình chuẩn, thì nó đã làm cho siêu âm tim phát triển và đặc biệt nó tiến sâu vào trong cái lĩnh vực của siêu âm bào thai. Chính vì vậy mà chúng ta có được cái sự phát triển của siêu âm tim bào thai. Và chính cái sự phát triển của siêu âm tim bào thai đó nó giúp cho chúng ta chẩn đoán trước sinh những bệnh tim bẩm sinh một cách vô cùng chính xác. Và nó cũng làm tạo nên một cuộc cách mạng trong cái xử trí bệnh tim bẩm sinh. Và chính vì vậy mà chúng ta có thể chẩn đoán được cái bệnh tim bẩm sinh nặng, và từ đó chúng ta có thể cá nhân hóa điều trị, và nhờ cái cá nhân hóa điều trị lên kế hoạch điều trị đó mà chúng ta có thể cải thiện dự hậu. Vậy thì đây là cái quy trình nó ra đời để làm sao chúng ta chẩn đoán được, và chẩn đoán được thì chúng ta sẽ xử trí ở đâu, ở cái khu vực, ở cái bệnh viện nào, cái tuyến nào, và ở trong một cái bệnh viện chuyên khoa nào. Thì lúc đó chúng tôi tạm gọi là cái chuyển viện trong tử cung, là in utero transport. Đó là cái chủ đề mà ngày hôm nay tôi sẽ trình bày sơ qua cho các bạn. Vậy thì cái chuyển viện trong tử cung đó thì đã thực hiện đâu đó trên thế giới, và ở Việt Nam này giống như là bác sĩ Đông ở ngoài Đà Nẵng thì cũng đã nói trước khi cái bài này, bác sĩ Đông nói chúng tôi cũng có chuyển viện trong tử cung rồi. Vậy thì với những cái phát triển đó thì chúng ta có những cái thuận lợi nào mà cái cuộc cách mạng về chẩn đoán này đem lại? Và dĩ nhiên trong cái bối cảnh của Việt Nam thì chúng ta có những cái đặc thù. Vậy thì những cái đặc thù, những cái thách thức nào mà chúng ta phải đối mặt, và làm sao chúng ta đối mặt để vượt qua, để tạo nên được một cái quy trình chuyển viện trong tử cung tốt nhất? Thì để đi đến những cái câu trả lời đó thì bắt đầu tôi xin trình bày một cái ca bệnh. Thì đây là thai phụ 28 tuổi, nghề nghiệp giáo viên, và người này có thai lần đầu. Các lần siêu âm tiền sản đầu tiên thì không phát hiện gì bất thường. Chỉ đến lúc 28 tuần thì lúc đó là bác sĩ siêu âm tiền sản nghi ngờ là có bất thường ở tim và chuyển đến siêu âm tim bào thai. Thì các bạn thấy có rất nhiều cái hình ảnh, nhưng mà tôi chỉ lấy là chọn lọc ở đây cái hình ảnh mà các bạn thấy một cái cung động mạch chủ rất là rõ. Nó xuất phát từ ở phía trước, đây là phía ngực, đây là phía lưng. Thì cung động mạch chủ nó phát triển từ phía trước, từ cái thất phải. Và ở đây các bạn sẽ thấy cái hình ảnh của động mạch phổi nó xuất phát từ thất trái. Cho nên cái chẩn đoán này là cái chuyển vị đại động mạch. Và hình ảnh này nó cũng cho chúng ta thấy là cái động mạch phổi từ cái thất trái đó chia đôi, nó chia ra hai nhánh như vậy. Còn cái động mạch chủ phía trước thì đây là một cái chẩn đoán chuyển vị đại động mạch rất là rõ ràng. Vậy thì chuyển vị đại động mạch nó sẽ có nguy cơ gì ngay sau sinh? Thì chúng ta thấy đi nhanh qua, đây là một cái tim bình thường. Thì chúng ta thấy tất cả những máu mà thiếu oxy để sẽ được đưa lên phổi để trao đổi oxy. Sau đó, cái máu được bảo hòa oxy sẽ đưa ra động mạch chủ để đi tưới cho toàn bộ trong cơ thể. Tuy nhiên với cái chuyển vị đại động mạch thì chúng ta thấy cái động mạch chủ nó xuất phát từ thất phải. Cho nên toàn bộ cái máu mà đã được sử dụng hết oxy rồi, nó lại được thất phải bơm vào động mạch phổi mạch chủ. Trong khi đó cái máu từ phổi được bảo hòa oxy về thất trái lại bơm lên lại cái động mạch phổi. Cho nên cái chỗ cần đến thì nó không đến được. Chính vì cái thiếu oxy đó mà nó sẽ tạo nên cho cái chuyển hóa tế bào nhanh chóng rơi vào chuyển hóa kỵ khí, sinh ra lactate. Và chắc chắn cái em bé này nếu không có sự trộn máu ở ống động mạch, hoặc là đặc biệt là trộn máu ở cái vùng nhĩ, thì em bé sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng đói oxy ở tế bào và nhanh chóng rơi vào tình trạng toàn chuyển hóa với tất cả những cái biến loạn của hệ hô hấp, của tuần hoàn, và đặc biệt là của hệ thần kinh. Vậy thì chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta cần phải biết được em bé này sau sinh liệu có cái trộn máu tốt hay không. Thì cái siêu âm tim bào thai nó quan trọng ở cái chỗ là chúng ta đánh giá được cái khả năng sau khi sinh em bé có trộn máu tốt hay không. Thì xin lỗi các bạn là vì cái máy này hơi yếu cho nên nó không chạy hết. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái vách liên nhĩ ở đây thì chúng ta thấy cái vách liên nhĩ này nó hoàn toàn hầu như là nó không có mở ra như bình thường. Thì tiên lượng là sau khi sinh cái vách liên nhĩ này nó sẽ đóng và như vậy sẽ không có trộn máu ở cái tầng nhĩ. Còn cái ống động mạch thì chúng ta biết đôi khi nó sẽ không đủ để mà trộn máu. Do vậy nếu như em bé này mà chúng ta sinh ra, cho em bé sinh ở một cái tuyến nào đó, tuyến tỉnh nào đó, và khi mà phát hiện ra được thì mất 5-6 tiếng đồng hồ và chuyển lên trong cái bối cảnh mà kẹt xe thế này thế nọ,
thì chắc chắn khi em bé đến được một cái nơi mà cần xử trí thì lúc đó cái tình trạng chuyển hóa nó đã quá xấu, thậm chí ảnh hưởng đến cái tim mạch thần kinh rồi. Vậy thì ở đây là một số cái nguy cơ bất ổn huyết động mà chúng ta biết. Thứ nhất là nó tùy thuộc vào cái loại tim bẩm sinh. Đặc biệt là cái tim bẩm sinh này mà nó có cái ống phụ thuộc thông nối hay không, có nghĩa là cái tuần hoàn phổi nó phụ thuộc vào cái ống động mạch hay không, hoặc là tuần hoàn hệ thống nó phụ thuộc vào ống động mạch hay không. Nếu như mà cái một trong hai hệ tuần hoàn đó mà nó phụ thuộc vào cái ống động mạch, mà cái ống động mạch đó mà đóng, thì chắc chắn em bé sẽ có những cái biến loạn rất là nặng nề. Cái yếu tố thứ hai nữa, nó làm cái tăng cái nguy cơ bất ổn huyết động đó là có rối loạn chức năng thất do cái bệnh cơ tim nguyên phát hoặc là bất thường cấu trúc. Nó làm cho tăng tải thể tích hoặc là áp lực cái thất đó, hoặc là nó có rối loạn nhịp hay không. Ví dụ đặc biệt là block nhĩ thất hoàn toàn hay không. Thì đây là cái nguy cơ bất ổn về huyết động rất là cao. Và một cái yếu tố đi kèm nữa, nếu như em bé mà có cái bất thường về hô hấp thì đây cũng là tầm tăng cái nguy cơ bất ổn huyết động sau sinh. Vậy thì với cái trường hợp đầu tiên đó, chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó hoàn toàn không có mở gì hết, thì chúng tôi tiên lượng là em bé này khả năng ra đời cái vách liên nhĩ sẽ không có mở. Và chính vì vậy mà chúng tôi quyết định là đưa em bé lên Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị hết toàn bộ ekip. Và cái phòng mổ đẻ nó cũng sát ngay luôn cái phòng can thiệp, tức là chỉ cùng một lầu. Và khi chúng tôi vừa bác sĩ sản đưa bệnh nhân vào thì cái ekip can thiệp đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thì chúng ta thấy ở đây cái hình ảnh của một cái vách liên nhĩ sau sinh nó rất là dày, và cái luồng thông ở đây hầu như là bị đóng hoàn toàn. Chính vì vậy mà chúng ta tiên lượng trước mổ, trước sinh đúng, và ngay lập tức ngay sau sinh chúng ta quyết định sẽ phải làm can thiệp liền. Và nhanh chóng chúng tôi kiểm tra lại cái tổn thương này có phải là chuyển về động mạch hay không, thì chúng ta thấy là động mạch chủ từ thất động mạch phổi từ thất trái, động mạch chủ từ thất phải, đây rất là rõ, cho nên nó là chuyển về động mạch và chúng tôi quyết định sẽ làm. Thì đây là cái hình ảnh của cái ekip chuẩn bị sẵn sát bên phòng mổ. Thì đây là thủ thuật viên, còn đây là bác sĩ Nhi, còn bác sĩ siêu âm thì bị núp mất rồi. Đây là cái ekip mà chúng ta sẵn sàng làm. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy cái bóng nó đi qua cái vách liên nhĩ được kéo giật lại về phía bên phải từ bên trái, nó giật rất là mạnh như vậy. Chúng ta thấy cái bóng nó đã chèn lên đó, ngay chỗ cái đầu giọt đây. Và cuối cùng thì cái vách liên nhĩ nó được phá ra. Và chính nhờ vách liên nhĩ phá ra đó mà cái máu đen từ bên này nó sẽ qua bên này, và máu đỏ từ bên này qua bên này. Do vậy nó có thể trộn được và nó nuôi máu, một cái lượng máu cần lên phổi thì lên phổi, một lượng máu nó cần ra động mạch chủ thì ra động mạch chủ. Do vậy em bé đã được có cung cấp oxy đủ để mà sống. Và như vậy thì chúng tôi thấy là lần đầu tiên ở Bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi thực hiện cái chuyển viện trong bào thai và lên kế hoạch và thực hiện thành công, tức là sinh mổ chủ động ngay bên cạnh cái phòng can thiệp, và can thiệp rất là thành công. Và từ cái lúc mà bác sĩ Thăng mà rạch da thì lúc 8 giờ, thì tới khi mà bác sĩ Quốc phá vách liên nhĩ thành công là lúc đó là 8 giờ 47 phút. Có nghĩa là 47 phút có thể coi như là một cái kỷ lục. Đó là cái điều mà làm cho chúng tôi rất là hứng khởi. Và sau khi ổn định được như vậy thì em bé không cần phải điều trị gì nhiều nữa. Và sau khoảng 10 ngày sau thì chúng tôi bắt đầu phẫu thuật. Và trước khi phẫu thuật chúng tôi siêu âm lại, thì đây là một cái trường hợp chuyển về đại động mạch để xác định lại lần nữa. Và sau khi phẫu thuật xong thì các bạn thấy cái động mạch chủ, động mạch phổi đã được đảo. Và ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái thủ thuật lơ cung nó cho thấy cái động mạch phổi, hai động mạch phổi nó đem ôm vòng lên cái động mạch chủ. Và em bé đã được gần như là có một cái hệ tim mạch bình thường. Thì như vậy thì chúng ta thấy không phải tất cả các bệnh tim bẩm sinh nào chúng ta cũng cần phải can thiệp. Mà ở đây chúng tôi lấy ví dụ bệnh vừa rồi, đó là bệnh chuyển về động mạch, thì trong khoảng 10.000 ca thì có đến 300 ca, trên 300 ca cần phải can thiệp. Và chúng ta biết cái bệnh này nếu như mà can thiệp, không can thiệp thì có khả năng sẽ cái tổn thương về tim mạch và thần kinh rất là nặng nề. Còn nếu can thiệp được và giữ cho em bé ổn định và sau đó chúng ta phẫu thuật, thì cái phẫu thuật này là được gọi là cái phẫu thuật chuẩn hóa, nó có thể cứu mạng em bé và có được một cái chức năng tim rất là tốt sau này. Thì quay trở lại các nhóm bệnh mà chúng ta nói trước khi mà em bé sinh ra thì chúng ta siêu âm tim bào thai, chúng ta sẽ phát hiện được cái tim bẩm sinh. Vậy thì chúng ta sẽ chia ra làm 4 cái nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là có những bệnh tim mà cực kỳ xấu. Những bệnh này nó sinh ra đời thì nó sẽ không có tương hợp với đời sống ngoài tử cung. Cho nên trong trường hợp này, người ta không khuyến cáo là mình sinh ở đâu hết, mà chỉ khuyên tư vấn cho gia đình và nhắm đến cái việc là đình chỉ thai
chủ yếu là chúng ta sẽ đình chỉ thai bởi vì cái khả năng mà em bé sau sinh là rất là xấu. Cái nhóm thứ hai là bệnh tim bẩm sinh ít có nguy cơ, thì trong cái thai kỳ nó không thay đổi gì, ví dụ như thông liên thất, thông liên nhĩ, tứ chứng Fallot và rất nhiều cái bệnh lý khác, thì rất là may là trong quá trình bào thai những cái bệnh lý tim mạch này nó không làm thay đổi cái diễn tiến của em bé. Và như vậy những bệnh này chúng ta cho bệnh nhân biết, chúng ta coi như là tư vấn cho bệnh nhân và biết được, và sau đó chúng ta sẽ tư vấn sau sinh cái cách chúng ta mổ sau sinh như thế nào. Thì đây là cho bệnh nhân hiểu được cái tiến trình mà em bé phải đi sau khi mà sinh ra đời. Có một nhóm mà chúng tôi tập trung vào đây, đó là nhóm có nguy cơ mất ổn định huyết động sau sinh. Thì cái này nó khó là bởi vì sao? Nếu như chúng ta chẩn đoán không đúng, chúng ta cho bệnh nhân sinh ở tuyến trước, thì đôi khi khi em bé sinh ra đời rồi thì nó sẽ rất là nhiều cái thủ tục, hoặc là chúng ta chuyển viện chậm, thì sau đó cái tổn thương nó sẽ rất là nặng. Do vậy khi trong cái nhóm này chúng ta cần phải chẩn đoán chính xác, và nếu mà cần thì chúng ta phải chuyển viện trong tử cung, tức là đưa mẹ các con lên đến một cái bệnh viện nào mà sẵn sàng có thể mổ được, có thể theo dõi được và có thể sẵn sàng can thiệp sau sinh. Và ở đó chúng ta phải có một cái team hoạt động rất là nhịp nhàng với nhau để tối ưu hóa tất cả những cái vấn đề về liên chuyên khoa. Một cái nhóm mà có khả năng mất ổn định huyết động thì chúng ta cần phải đánh giá kỹ, ví dụ như trong trường hợp loạn nhịp, thì đôi khi trong quá trình bào thai cái loạn nhịp này có thể tiến triển mạnh và tiến triển nặng lên và có thể là gây tử vong trong bào thai. Cho nên cái nhóm này là cái nhóm chúng ta phải theo dõi rất là kỹ. Vậy thì người ta nói cái vai trò của chuyển viện trong tử cung trong bệnh tim bẩm sinh á, thì nó có bốn cái vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất là nó cải thiện dự hậu của em bé mà mắc bệnh tim bẩm sinh nguy cấp. Cái nguy cấp là cái mà cần phải can thiệp ngay sau sinh, thì rõ ràng cái chuyển viện trong tử cung này nó cải thiện dự hậu. Cái thứ hai nữa là với trong trường hợp đó thì cái việc can thiệp ngay sau sinh nó cho phép chúng ta có đủ thời gian để ổn định em bé trước khi mà chuyển mổ. Bởi vì chúng ta biết cái chuyện mổ cấp cứu mà ngay sau sinh thì đó là một cái việc làm cực kỳ là nguy hiểm và cực kỳ nguy cơ cao, cả về tâm lý, cả về cái huyết động của em bé. Nó sẽ làm giảm được cái nguy cơ tử vong chu phẫu, và đặc biệt quan trọng là làm sao đó giảm được cái nguy cơ tổn thương thần kinh. Bởi vì đôi khi chúng ta mổ được một trái tim nhưng mà lại cái thần kinh nó lại không ổn, thì cái đó nó cũng là một gánh nặng cho xã hội và gia đình. Thì đây là một số cái phân tuyến theo bệnh tim bẩm sinh. Thì chúng ta thấy như hồi nãy chúng tôi nói, những bệnh tim rất là nặng thì chỉ cần gọi là điều trị gọi là giảm nhẹ thôi, thì lúc đó chúng ta khuyến cáo là chấm dứt thai kỳ. Những bệnh tim bẩm sinh ví dụ như thông liên thất AVSD hoặc là tứ chứng Fallot nhẹ thì không cần phải điều trị gì, chúng ta có thể sinh mổ ở tỉnh, sinh ở tỉnh hoặc là huyện cũng được, sau đó chúng ta sẽ khám em bé sau. Những cái nhóm này, ba cái nhóm còn lại là ba cái nhóm mà chúng ta cần phải đánh giá rất là kỹ, bởi vì cái nhóm này nó có thể có thay đổi huyết động. Và ở đây rất là quan trọng, chúng ta thấy ví dụ như những tổn thương và phụ thuộc luồng sinh, thiểu thản tim trái, tứ chứng Fallot nặng, hẹp động mạch chủ, hoặc là cái như chúng tôi vừa trình bày cái ca lâm sàng đó là cái chuyển vị đại động mạch, hoặc là một số cái bệnh lý khác, đặc biệt trong đó có cái block nhĩ thất hoàn toàn. Thì đây là những cái bệnh lý mà chúng ta nếu chẩn đoán sớm được trong bào thai thì chúng ta sẽ làm cải thiện được cái dự hậu. Thì đây là một số cái khuyến cáo người ta yêu cầu là chúng ta sẽ tùy theo loại bệnh thì chúng ta sẽ sắp xếp cái phòng mổ nó như thế nào. Tuy nhiên đây là cái bản rất là phức tạp, rất là nhiều cái khuyến cáo, cho nên chúng ta sẽ không có thời gian mà chúng ta làm. Thì thực sự là may mắn là các bạn thấy thường thường chúng tôi chỉ để một tác giả thôi, nhưng mà trong này chúng tôi để hai tác giả là bởi vì có Moon Grady là giáo sư mà tôi đi học của bà, và đã từng đi theo và đi các bệnh viện khác để coi cái mạng lưới tổ chức để chuyển viện trong tử cung của giáo sư Moon Grady như thế nào. Thì đây là một số cái khuyến cáo mà chúng ta có thể coi lại sau. Vậy thì ở Việt Nam chúng ta chuyển viện trong tử cung thì chúng ta có những cơ hội như thế nào? Cái thứ nhất, cái sự phát triển công nghệ nó rất là nhanh chóng. Thì ở Việt Nam chúng ta đặc biệt là rất là nhanh chóng cập nhật cái công nghệ. Chúng ta có rất nhiều loại máy, thậm chí là những máy hạng đỉnh đầu, hàng đầu của thế giới chúng ta có thể chẩn đoán được. Về kiến thức thì bây giờ cũng khác như hồi trước. Bây giờ có rất nhiều cái nguồn thì trả phí cũng có, mà nguồn miễn phí cũng có. Thực sự nếu chúng ta siêng thì chỉ riêng cái nguồn miễn phí là chúng ta cũng học cũng dư sức rồi. Một cái nữa là dân số Việt Nam chúng ta còn trẻ, cái số lượng sinh hàng năm rất là lớn. Do vậy nếu mà chúng ta muốn học cái này thì chúng ta có một cái lượng bệnh rất là nhiều, chúng ta có thể nhanh chóng là cái làm giàu cái kỹ năng cũng như cái kinh nghiệm của mình. Và đặc biệt là các nước đi trước,
các nước tiên tiến trước người ta đã có nhiều cái hướng dẫn, cái đồng thuận rồi, chúng ta có thể dựa vào đó mà sử dụng. Hoặc là có sự phát triển của cái trí tuệ nhân tạo, thì ví dụ như là cái nhóm của bác sĩ Tuyến cũng làm một cái đề tài cũng rất là hay, làm sao đó ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo trong cái chẩn đoán, đưa ra những cái lưu đồ mà chẩn đoán sớm để mà phát hiện những cái bệnh nhân, cái bệnh em bé nào mà có nguy cơ mắc bệnh tim, để lúc đó chúng ta phân luồng đưa đến các bác sĩ chuyên khoa. Và bây giờ với cái kết nối của Facebook, Zalo, của rất Viber, và đặc biệt là cái telemedicine là cái chương trình lớn của telehealth, chương trình lớn của Bộ Y tế, thì cái việc kết nối của chúng ta sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Thì đây là tất cả những cái cơ hội mà chúng ta có thể có, chúng ta có thể làm được cái mạng lưới chuyển viện trong tử cung, phát hiện sớm và chuyển viện sớm được. Tuy nhiên chúng ta cũng gặp những cái một số cái thách thức, thì rõ ràng nước chúng ta vẫn là nước nghèo, cho nên không phải cái bệnh nhân nào cũng có đủ tiềm lực kinh tế để mà đi theo con đường này. Về thực hành thì hiện giờ thì giống như là cái cơn sốt, rất nhiều bác sĩ tham gia chẩn đoán, sản cũng có, và chẩn đoán hình ảnh cũng có, nhi cũng có, nội cũng có tham gia vào đây. Nhưng mà để mà đi sâu vào cái chuyên khoa tim bẩm sinh và biết được cái kiến thức về xử trí sau này, đặc biệt là liên kết với lại cái kiến thức về phẫu thuật tim, thì không phải ai cũng có. Chúng ta chỉ dừng lại ở chẩn đoán, chúng ta dừng lại ở cái việc đưa ra những cái ca rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà sau đó thì chúng ta chưa biết là đi đâu. Cái kết nối hiện nay chúng ta đã có, tuy nhiên nó vẫn khu trú ở một số cái bệnh viện lớn, và đôi khi nó tự phát ở một số các nhóm thôi, chứ nó chưa đứng lên cái tầm mức quốc gia hoặc là có một cái chính sách y tế nào rất là rõ ràng. Về cái hướng dẫn đồng thuận thì rõ ràng là chưa có. Đôi khi bác sĩ sản rất nhanh chóng là cho chấm dứt thai kỳ, trong khi đó bác sĩ phẫu thuật tim là không muốn. Nó như vậy thì không đúng, và đôi khi nó làm như vậy thì hết mất cái bệnh tim bẩm sinh. Thì hiện giờ vẫn còn có tranh cãi với nhau về hành lang pháp lý, cái nào muốn được dừng thai kỳ, cái nào chưa được, thì tôi cũng chưa thấy. Thực sự tôi tìm hiểu nhưng mà cũng chưa thấy. Thì đó là một số cái rào cản. Vì vậy thì chúng tôi xin đi đến phần kết luận. Thì cái sự phát triển của siêu âm tim bào thai được coi như là một cuộc cách mạng trong chẩn đoán tim bẩm sinh. Cái cuộc cách mạng này nó thúc đẩy những biện pháp can thiệp, điều trị và theo dõi hiện đại, và có thể ứng dụng rộng rãi, và đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta. Nó làm thay đổi dự hậu của nhóm bệnh tim bẩm sinh nguy cấp cần can thiệp sau sinh, và chuyển viện trong tử cung thì được xem là một hướng đi mới để triển vọng cho những bệnh tim, đặc biệt là bệnh tim nguy cấp. Nhưng nó vẫn còn đó nhiều cái thử thách, và chúng ta cần có sự đồng lòng để vượt qua, và tôi tin tưởng là chúng ta sẽ đồng lòng. Trước khi kết thúc thì xin cảm ơn các đồng nghiệp đã ủng hộ chương trình của NTCC, hội nghị NTCC trong khoảng gần hơn một tuần qua. Thì cho đến chiều hôm nay thì chúng tôi thống kê là khoảng trên 8.000 lượt truy cập vào trong các phiên. Thì chính nhờ sự ủng hộ của các bạn đó mà Trung tâm Tim Mạch đã quyết định là sau cái hội nghị NTCC này thì chúng tôi sẽ thành lập cái NTCF hay là NTC Forum với 12 số chuyên đề. Thì hy vọng là 12 cái chuyên đề này sẽ được sự ủng hộ, được sự chào đón ủng hộ của tất cả quý đồng nghiệp cũng như các học viên trong toàn quốc và thậm chí ở nước ngoài. Tôi biết chương trình này có một số bác sĩ ở nước ngoài đang theo dõi. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp ạ. Mời quý đồng nghiệp mà tham gia trực tuyến có thể có câu hỏi cho báo cáo viên ạ. Đây là cái đề tài có lẽ hay vì nó liên quan tới không chỉ phẫu thuật viên, bác sĩ nhi, bác sĩ sản khoa và các nhà hoạch định chính sách nữa. Xin ban tổ chức cho xin câu hỏi. Cô trả lời giúp. Đây câu hỏi của một đồng nghiệp. Cho em hỏi kinh nghiệm các bác sĩ và hướng dẫn điều trị về chỉnh liều rivaroxaban dựa trên AT10A, hiện đã có nghiên cứu về tỷ lệ chảy máu và huyết khối tương quan với nồng độ thuốc chưa ạ? Nếu bệnh nhân không chảy máu nhưng nồng độ thuốc trong máu cao hơn nồng độ đỉnh thì nên xử trí như thế nào? Xin cảm ơn. Do tiến sĩ Kiều My có việc gấp phải rời sân bay để kịp giờ bay về Hà Nội, cho nên chúng tôi xin mời tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ sẽ trả lời câu hỏi này. Cảm ơn câu hỏi của một quý đồng nghiệp. Thì thực sự thì câu này dành, giống như phó sư định nói, là câu này dành cho một chuyên gia về yếu tố 10A. Tuy nhiên thì nếu mà nói về kinh nghiệm
kinh nghiệm của bác sĩ về và hướng dẫn điều trị về chỉnh liều rifampicin dự phòng yếu tố 10A thì kinh nghiệm ở đây thì tôi chưa có làm ca nào hết. Bởi vì thực sự thì không có xét nghiệm thường quy yếu tố 10A trên những bệnh nhân mà chúng ta sử dụng rifampicin. Chúng ta chỉ có xét nghiệm khi nào mà chúng ta làm nghiên cứu thôi. Làm nghiên cứu là chủ yếu, hoặc là chúng ta xài chúng ta thấy nó có biến cố mà chúng ta không biết nguyên nhân là gì. Chứ đa phần thì không có dựa vào xét nghiệm yếu tố 10A. Chỉ có điều chỉnh liều thì dựa vào những yếu tố như là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao, những bệnh nhân lớn tuổi thì vân vân, chúng ta sẽ điều chỉnh giảm liều xuống. Còn trên thực hành lâm sàng thì nó là xét nghiệm cái này yếu tố 10A xong chúng ta điều chỉnh liều dựa vào trên lâm sàng thì chúng ta có xài này không, thì hiện tại không có xài. Bệnh viện đạo dược cũng không có xài. Không biết là các trung tâm khác không biết có xài hay không thì chưa có rõ, chắc phải hỏi lại thêm. Cảm ơn. Em sâu lên hết rồi. Trong lúc chờ đợi câu hỏi mình có không ạ? Cứ lên đi em. Không có. Bên Tâm Đức có câu hỏi đặt ra đó em. Bác sĩ Trung, danh Trung bên Tâm Đức có hỏi không? Trong lúc chờ đợi thì tôi cũng có một cái comment nhỏ, nhưng mà có lẽ hồi nãy giáo sư Khôi đã có cái phần trả lời, tôi chỉ muốn hỏi thêm thôi. Bởi vì khuynh hướng hiện nay chúng ta lấy người bệnh làm trung tâm, cho nên là tất cả các đội nhóm đều làm việc xung quanh cái người bệnh của chúng ta. Thì lúc trước bác sĩ Nhi là cái người gatekeeper của phẫu thuật viên chúng tôi, tức là cái người sẽ lựa chọn bệnh nhân và gửi đến cho các bác sĩ phẫu thuật viên để phẫu thuật. Càng ngày cái độ tuổi chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh lại càng nhỏ xuống, cho đến khi chúng ta chẩn đoán trước khi sinh luôn, như phó giáo sư Khôi cũng đã trình bày. Vậy sắp tới phải chăng vai trò của bác sĩ sản trong việc chẩn đoán và tham gia trong cái ekip heart team để chúng ta có thể có xử trí cho nó đúng đắn cho các bé bị tim bẩm sinh, thì nó sẽ càng ngày càng quan trọng. Và về viễn cảnh tương lai, nếu như phó giáo sư Khôi mong muốn một cái đội nhóm thật là hoàn hảo, thì như vậy theo ý của phó giáo sư Khôi chúng ta sẽ phải tổ chức như thế nào? Dạ, cảm ơn anh Định. Thì thực sự ra cái câu hỏi này thì mình cũng hôm nay cũng có câu trả lời. Thì thực sự ra hiện giờ mà ai mà có nguồn bệnh đầu tiên thì người đó hầu như người đó quyết định. Cho nên bác sĩ Nhi, không, bác sĩ Nhi hoặc là bác sĩ tim mạch không phải là người đầu tiên có cái nguồn bệnh đó. Cho nên là chắc chắn là bác sĩ sản là cái người mà rất là quan trọng trong cái việc phát hiện ra nguồn bệnh, phát chẩn đoán bệnh và quyết định gửi cho cái nhóm cái hạt team nào. Thì giống như là chúng tôi cũng có tham gia một số cái hội nghị, thì có một số bác sĩ sản chẳng hạn như ông Abu Hamad là cái người siêu âm, bác sĩ phẫu thuật sản rất là tốt nhưng mà siêu âm tim cũng cực kỳ giỏi. Thì tôi có hỏi ông là liệu ông làm siêu âm tim xong, chắc tất cả chẩn đoán của ông là như vậy, thì ông làm siêu âm tim xong thì ông sẽ xử trí như thế nào, ông tư vấn luôn cho bệnh nhân hay là sao? Thì ông nói không, không bao giờ ông tự tư vấn, mà trong đó ông sẽ gửi cho một bác sĩ tim mạch nhi và trong cái trung tâm của ông luôn. Bác sĩ sản không làm việc đó, bởi vì mới đầu thì mình thấy vậy thôi, nhưng mà sau đó mình nghĩ bác sĩ sản còn rất nhiều cái việc khác hay ho hơn để mà đi làm tư vấn rồi cho các em bé, cho nên cái việc của ai thì người đó làm. Thì đó là ý của giáo sư Buhamad, mà tất cả các bác sĩ sản đều coi như là một cái idol. Quay trở lại cái trải nghiệm tôi thì ở năm 2018 thì có đi ở UCSF ở San Francisco á, thì bác sĩ sản có một nhóm bác sĩ sản làm siêu âm, nhưng mà sau đó thì tùy một số bác sĩ thì muốn làm siêu âm tới cùng để chẩn đoán, một số bác sĩ thì chỉ gọi là screening thôi, siêu âm ra tới thấy phát hiện có vấn đề gì thì gửi ngay cho bác sĩ bên tim mạch nhì, bởi vì họ không cần thiết phải làm tiếp, bởi vì nó có người làm việc đó rồi, họ không cần. Còn một số bác sĩ khác thì thích làm nhưng mà cũng làm đến chẩn đoán ra xong xuôi hết rồi thì cũng lại gửi cho cái bà giáo sư chỗ tôi đi học đó. Và cứ thứ tư hay là thứ năm hàng tuần đó thì họ có một cái team khoảng 50 người chứ không phải là giống như mình, vừa có cả sản nhi, phẫu thuật viên,
chẩn đoán hình ảnh, bởi vì đôi khi mình phải làm MRI một số cái bệnh lý khác, rồi có cả cái công tác xã hội, rất nhiều luật sư, rất nhiều người trong đó, thì bắt đầu họ sẽ tư vấn. Thì cái phần cuối cùng thì họ sẽ giao lại cho bác sĩ bên nhi và phẫu thuật tim nhi, người ta sẽ quản cái phần đó. Còn bác sĩ sản thì họ vui vẻ, ok, coi như họ đã làm hết cái công việc rồi. Thì quay trở lại Việt Nam thì bây giờ cũng có một số bác sĩ rất là bác sĩ sản hoặc là chẩn đoán hình ảnh rất là giỏi về chẩn đoán. Ví dụ như bác sĩ bên Từ Vũ thì bác sĩ Hà Tu Nguyên, dưới đó có rất nhiều bác sĩ, chẳng hạn như bác sĩ Tuyên, bác sĩ rất nhiều từ trong Nam ngoài Bắc, thì rất là nhiều người rất là giỏi. Thì họ sẽ làm được hết tất cả những vấn đề đó. Nhưng mà mình làm xong thì mình phải có một cái hệ thống. Thì hiện giờ mình như hồi nãy trong cái bài trình bày đó cũng có một nhóm, ví dụ Từ Vũ cũng có hội chẩn với lại bên Nhi Đồng Hai. Nhưng mà cái đó nó chưa thành thường quy cho tất cả những cái bệnh viện khác. Và chúng ta nghĩ là nếu như vì cái mục tiêu chung á, thì chúng ta nên có một cái diễn đàn và một cái forum rất là rộng rãi. Và ai join vào đó thì cứ join vào. Và cái quan trọng nhất là bác sĩ sản muốn chuyển cho bác sĩ Nhi nào, rồi bác sĩ Nhi nào muốn chuyển cho bác sĩ phẫu thuật tim nào, thì nó tùy thuộc vào cái bác sĩ đó mổ tốt hay không, bác sĩ Nhi đó tư vấn có tốt hay không, chẩn đoán lại có tốt hay không, và liên kết với bác sĩ sản, phản hồi với bác sĩ sản nó như thế nào, tùy vào cái mức độ. Thì quan trọng là cái hạt tim đó phải tự mình coi như là nâng cao cái chất lượng của mình lên, thì lúc đó mới lấy được cái sự tin tưởng của bác sĩ sản. Phó giáo sư Hồi có lạc quan không về tình hình sắp tới? Thì em nghĩ là lạc quan, nếu mà đứng về một cái phía trung tâm nào đó thì mình chưa biết là có lạc quan hay không, nhưng mà nhìn chung trên cái quốc gia của mình á, thì không nhóm này thì nhóm kia, ví dụ như không gửi nhóm này, ví dụ như em thì muốn là bác sĩ gửi cho em làm nhiều, nhưng mà chưa chắc là họ gửi, nhưng mà về họ sẽ gửi cho bác sĩ khác. Thì mình nhìn chung, nếu mà không nhìn về mặt cá nhân á, vì nhìn chung thì vẫn có cái lạc quan. Thì càng ngày của bác sĩ càng có nhiều cái kết nối với ở nước ngoài, có nhiều cái gây lai, và dĩ nhiên cái khuynh hướng chung thì cuộc sống mỗi ngày nó tốt đẹp hơn, cho nên em vẫn tin là nó sẽ tốt đẹp hơn, lạc quan hơn. Cảm ơn anh Khôi. Câu hỏi của bác sĩ Lương Ngọc Trung, Bệnh viện Việt Đức, là thời gian chỉ định can thiệp cho bóc tách động mạch chủ tiếp B không có biến chứng, nên can thiệp ngay hay chờ đợi qua giai đoạn cấp? Và sau đó thì bác sĩ Trung có chú thích thêm là câu hỏi tôi gửi đã được trả lời rõ ràng trong bài trình bày của giáo sư Định. Thì ở đây thì lý do chúng ta can thiệp trong bóc tách động mạch chủ là do cái nghiên cứu Excel và Instead Excel và một số nghiên cứu khác nữa. Vấn đề là mình can thiệp trong giai đoạn nào, thì người ta nói là cái giai đoạn gọi là sweet spot, tức là thời giai đoạn mà ngọt ngào nhất, mà làm dễ thành công nhất ở tai biến hay giai đoạn cấp. Bởi vì trong giai đoạn cấp tính thì cái lớp nội mạc chúng ta còn mỏng manh, và khi chúng ta đặt một cái stent graft với cái độ cứng của nó vào, nó sẽ gây nên cái hiện tượng sine, tức là một cái lỗ vào mới gây ra do cái stent graft, và đó là một biến chứng nặng. Hoặc là thậm chí có những cái bóc tách ngược dòng lên trên động mạch chủ ngược xuống, và gây nên một cái bóc tách cấp tính phần tiếp A, cần phải mổ cấp cứu. Ngược lại, nếu chúng ta can thiệp trễ quá trong giai đoạn mạn tính, thì lúc đó cái lớp nội mạc nó đã bị vôi hóa và nó cứng lại, có thể là cái lòng giả nó đã lớn lên. Và khi này thì cái stent graft chúng ta đặt vào nó sẽ không nở ra được, nó không áp sát vào thành. Cho nên cái việc che được các cái lỗ vào nguyên phát cũng như một số cái lỗ vào thứ phát nó sẽ rất là hạn chế. Do đó kết quả điều trị chúng ta nó sẽ bị hạn chế theo. Đó là lý do tại sao chúng ta làm trong giai đoạn bán cấp. Thì cái vấn đề chúng ta còn lại là giai đoạn bán cấp là giai đoạn nào? Thì cái giai đoạn bán cấp nó thay đổi tùy theo nhiều tác giả khác nhau. Có những tác giả quy định là từ 2 tuần cho tới 6 tháng, đó là giai đoạn bán cấp. Nhưng cũng có tác giả quy định sau 1 tháng, thậm chí là 90 ngày trở đi thì mới là vào giai đoạn bán cấp. Tuy là nhiều cái ý kiến trái chiều như vậy, nhưng mà trong thực hành lâm sàng đối với cơ sở chúng tôi thì chúng tôi lấy cái mốc là 2 tuần. Bởi vì chúng ta tính tới cái hoàn cảnh của các bệnh nhân Việt Nam chúng ta, sau khi chúng ta điều trị những bệnh lý bóc tách động mạch chủ mà không có biến chứng này, thì bệnh nhân huyết áp đã được kiểm soát, bệnh nhân hết đau, và không có lý do gì chúng ta bắt bệnh nhân phải nằm viện thêm một thời gian quá lâu nữa trước khi bệnh nhân được can thiệp, người ta cũng sốt ruột
và người ta cũng muốn về. Và trên thực tế là can thiệp tại thời điểm sau 2 tuần thì trong cái lô nghiên cứu chúng tôi thì thấy là khá là an toàn. Cho nên chúng tôi sử dụng cái định nghĩa của tác giả là từ 2 tuần cho tới 6 tháng. Và trong thời gian đó là thời gian can thiệp những cái bóc tách động mạch chủ ngực tiếp B không có biến chứng, nó đem lại kết quả tốt nhất. Xin cảm ơn. Nếu như không có câu hỏi nào khác từ phía đồng nghiệp chúng ta đang tham dự online, thì chúng tôi xin thay mặt chủ tọa đoàn và kết thúc cái phiên báo cáo ngày hôm nay. Trong phiên báo cáo ngày hôm nay là cái phiên cuối cùng của hội nghị NTCC năm 2020. Chúng ta đã lượt qua được những cái vấn đề cơ bản của các bệnh lý động mạch chủ, nhất là các bệnh lý động mạch chủ cấp, các cái chiến lược điều trị, các cái trường hợp đặc biệt trong can thiệp cũng như phẫu thuật. Chúng ta cũng có những cái bài báo cáo rất là hay về những cái xét nghiệm mới và rất quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị khi chúng ta sử dụng thuốc kháng đông. Và cuối cùng là những cái vấn đề liên quan tới siêu âm tim bào thai cũng như làm sao chúng ta chẩn đoán được những cái bệnh lý dị tật tim bẩm sinh trong thời gian bào thai, và cái chiến lược sắp tới nó mang tầm vóc là quốc gia để có thể xử lý được những cái trường hợp bệnh tim bẩm sinh ngay từ khi trẻ mới ra đời. Thì chúng tôi xin rất là vui mừng khép lại cái phiên chiều nay, và chúng tôi mong rằng là các đồng nghiệp chúng ta đã có một cái phiên có được nhiều bổ ích, điều bổ ích chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Thì đó cũng là cái phần kết thúc của hội nghị NTCC năm 2020. Chúng tôi mong rằng là hội nghị NTCC năm 2021 chúng ta sẽ có dịp để chúng ta làm trực tiếp, và chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ nhau, không những là trao đổi về kinh nghiệm chuyên môn mà chúng ta còn những cái hoạt động khác rất là vui vẻ ở bên lề hội nghị. Chúng tôi mong muốn là sẽ gặp lại tất cả quý đồng nghiệp năm 2021. Xin thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính chúc quý vị tham dự hội nghị cũng như là chủ tọa đoàn thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn.